Nếu như vào một ngày nào đó bạn phát hiện người chồng đầu ấp tay gối của mình là con trai của hung thủ của nhiều vụ án lớn thì bạn sẽ làm gì? Ji-won là nữ cảnh sát hình sự. Hyun-soo là con trai của kẻ đứng sau nhiều vụ án thế kỷ được nhận nuôi và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ta luôn cố gắng che giấu thân phận. Vào một ngày đẹp trời, Ji-won đã phát hiện thân phận thật của chồng. Nhưng cô không quyết định vạch trần mà đánh cược số phận để chứng minh Hyun-soo trong sạch. Ji-won và Hyun-soo trông có vẻ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Sáng nào Hyun-soo cũng dậy thật sớm nấu bữa sáng cho vợ của mình. Người vợ là cảnh sát hình sự nhưng cũng chẳng nhận ra được điều bất thường của chồng mình. Nhiều năm đầu ấp tay gối họ cũng có với nhau một mụn con, đứa bé vô cùng kháu khỉnh. Dáng vẻ nhà ba người hạnh phúc cũng là ước mơ của bao người ngoài kia. Ẩn sau dáng vẻ hạnh phúc đó là bộ mặt thật khó ai mà ngờ của chồng Ji-won. Hyun-soo không chỉ thành công giấu nhẹm được thân phận thật sự của mình, anh còn có một căn hầm bí mật tối tăm như tương lai của đám người yêu cũ dưới tầng hầm nhà mình. Ống kính quay xuống dưới tầng hầm, một người đàn ông đang nằm co ro bên dưới. Anh ta chính là nghi phạm hại chết trưởng thôn nhiều năm về trước đang nằm thoi thóp bên dưới. Quay về nhiều năm về trước, phía cảnh sát đã tìm thấy hung khí trong một chiếc ba lô. Cha của Hyun-soo chính là người bị tình nghi đã gây ra những vụ án hàng loạt đó. Hyun-soo đã bị nghi ngờ là có liên quan đến những vụ án đó. Chẳng hiểu tại sao sau vụ án của trưởng thôn, Hyun-soo cũng biết mất một cách kỳ lạ. Một mối lương duyên đã khiến Hyun-soo quen được hai vợ chồng mất con. Kể từ đó, Hyun-soo sống dưới thân phận của Hee-sung, con trai quá cố của họ. Bố mẹ nuôi còn cưới cho Hee-sung một cô vợ xinh đẹp tài ba. Hai người đúng là trời sinh một cặp tài sắc vẹn mười. Nhưng cảnh mẹ chồng nàng dâu không buông tha một ai, kể cả là Ji-won. Bố mẹ chồng lúc nào cũng nhìn Ji-won bằng ánh mắt phán xét. Cảnh sát tưởng là một nghề đáng được tôn trọng, nhưng chính nó đã khiến Ji-won bị bố mẹ chồng có cái nhìn khác về cô. Họ sợ rằng một ngày nào đó thân phận thật của Hyun-soo sẽ bị chính vợ mình vạch trần. Họ đã giấu bí mật này cơ số năm rồi nên không thể cứ thế mà tan tành mây khói được. Nhưng mọi người cứ nghĩ mà xem, có cái kim trong bọc nào không bị đào ra. Hyun-soo với thân phận mới là chủ của cửa hàng kim hoàn. Hôm nay Mu-jin tình cờ tới cửa hàng của Hyun-soo, thì ra hai người là bạn bè ngày trước, lâu ngày giờ mới có dịp tái ngộ. Mu-jin còn đang miệng chữ o mắt chữ ố không hiểu chuyện gì xảy ra. Hyun-soo thì đã biết bước tiếp theo mình cần phải làm gì rồi. Anh không nói không rằng lao thẳng vào ôm lấy Mu-jin. Mu-jin bị tấn công bất ngờ nằm bất động dưới đất. Sau khi tỉnh lại, Mu-jin ngạc nhiên nhìn người bạn sau bao năm giờ mới gặp lại. Hyun-soo nhớ lại nhiều năm về trước khi họ còn là bạn học của nhau, số phận của hai người dường như đã được hoán đổi cho nhau. Năm ấy Hyun-soo thường xuyên bị Mu-jin bắt nạt, nhưng anh chưa từng có ý định nhượng bộ. Mu-jin bị ép nằm dưới sàn không ngừng run rẩy. Tưởng rằng Hyun-soo làm như vậy vì chuyện năm xưa nên anh không ngừng xin lỗi. Hyun-soo muốn Mu-jin gọi điện cho cấp trên của mình xin nghỉ phép vài ngày. Bởi vì Mu-jin đã phát hiện ra thân phận của anh nên anh ta phải ẩn mình vài hôm mới được. Hyun-soo sau đó ngồi lật dở từng trang sổ tay của Mu-jin. Anh vô cùng bất ngờ vì Mu-jin có quen biết Sun-jil. Chiều hôm nay Sun-jil và Mu-jin có một cuộc hẹn với nhau. Hyun-soo ngớ người khi cuộc hẹn đó có liên quan đến mình. Mu-jin đã từng viết về tội danh sát hại người của hai bố con Hyun-soo. Có cuộc hẹn chiều nay là vì Sun-jil muốn cung cấp một số manh mối về vụ án. Đã không biết thì thôi, chứ biết rồi Hyun-soo làm sao có thể vắng mặt được cơ chứ. Anh định rằng sẽ điều khiển từ xa để đuổi Sun-jil đi. Sun-jil không nhận ra giọng nói rằng gần đây mình thường xuyên nhận được điện thoại của Hyun-soo. Hyun-soo không làm chuyện đó nên đã hỏi đối phương làm sao chắc chắn là như thế. Sun-jil nhớ lại trước kia mình đã từng làm việc với Hyun-soo. Điều kỳ lạ là Hyun-soo khi đó không có giấy tờ tùy thân. Sun-jil nghĩ rằng Hyun-soo đã làm chuyện gì đó khuất tất. Sun-jil với lòng tham vô đáy đã định ăn chặn tình công của Hyun-soo. Nhưng Hyun-soo đâu phải đậu vừa giang, anh làm sao có thể để yên như thế được. Hyun-soo dĩ nhiên cũng nhớ chuyện này không sót một chi tiết nào. Nhưng mà anh chẳng quan tâm nhiều đến thế, còn nhiều chuyện to hơn để tâm cơ. Hyun-soo khuyên đối phương hãy quên hết chuyện này đi mà sống thật tốt. Sun-jil nghe được thế thì như mở cờ trong bụng hét lên vì xung con nhà bà sướng. Chuyện không dừng lại ở đó, anh còn liên tục nói xấu Hyun-soo. Anh nghe thấy người khác nói xấu mình như thế thì cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Hyun-soo cố nán lại một lúc nhìn Sun-jil với vẻ mặt nham hiểm. Tối hôm đó, một người mặc áo mưa đen tiến vào cửa hàng của Sun-jil. Sun-jil lúc này vẫn đang không biết rằng chuyện tồi tệ sắp xảy ra với mình. Chỉ một khắc sau, Sun-jil đã bị đối phương xử lý một cách nhanh gọn lẹ. Ji-won đi ra phòng khách xem có chồng mình ở ngoài không. Vẻ mặt của Ji-won bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cô nhìn ra cửa thì thấy chồng mình mặc chiếc áo mưa từ từ bước vào trong. Ji-won vội bật đèn phòng khách lên hỏi chồng, muộn vậy rồi anh còn đi đâu? Hyun-soo giơ túi đồ trong tay lên nói là anh đi mua chút đồ uống. Ji-won nhìn thấy anh mua loại nước uống mà hai người họ thích nhất, trong lòng cũng hết nghi hoặc. Sau đó hai người ngồi xuống tâm sự với nhau về cuộc đời. Đương nhiên sự tình không phải như vậy. Thực ra Hyun-soo đến gặp Mu-jin đang bị anh nhốt ở tầng hầm dưới nhà, còn giả vờ ra vẻ như muốn trừ khử Mu-jin vậy. Mu-jin sợ hãi la hét kêu cứu ầm ĩ, thấy không có kết quả gì lại bắt đầu cầu xin tha mạng, còn hứa với Hyun-soo tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật của anh. Nhưng Hyun-soo nói cái anh muốn không phải lời hứa mà là sự đảm bảo chắc chắn. Hyun-soo phát hiện ra một bí mật của Mu-jin trong điện thoại anh ta. Mu-jin đã từng quay một video giúp hung thủ phạm tội. Dưới sự đe dọa của Hyun-soo, Mu-jin chỉ có thể lấy video đó ra coi như một sự đảm bảo cho Hyun-soo để đổi lấy sự tự do cho bản thân. Ngày hôm sau, Su đến nhà Mu-jin dựa theo địa chỉ mà hắn đưa. Anh mở máy tính xách tay trên bàn ra tìm thấy một thư mục ẩn.
Hyun-su vốn định copy nội dung bên trong, không ngờ anh vừa mở tệp ra tìm thế nào cũng không tìm được video đó. Hyun-su lúc này mới nhận ra mình trúng kế rồi. Mujin muốn lợi dụng cơ hội này đánh lạc hướng Hyun-su rồi tự mình tìm cách thoát thân dưới tầng hầm. Lúc này nhà Mujin có tiếng gõ cửa, Hyun-su bước đến nhìn qua khe cửa. Người đến lại chính là vợ anh, thì ra tối qua sau khi Sun-kin bị sát hại, hôm nay phía cảnh sát đã nhận được tin báo án. Ji-won lập tức đến hiện trường điều tra vụ án này. Qua điều tra nhật ký điện thoại của Sun-kin, phát hiện người cuối cùng gọi điện cho anh ta chính là Mujin. Vì vậy cảnh sát đã tìm đến nhà Mujin để điều tra. Ji-won gõ cửa nhưng không có ai trả lời, bèn lệnh cho cấp dưới cậy cửa xông vào. Khi bọn họ vào phòng, trong phòng đã không còn ai. Ji-won nhanh chóng phát hiện ra bất thường. Cô sờ vào chiếc laptop vẫn còn đang nóng, suy đoán người trong nhà vừa mới rời đi không lâu, nói không chừng vẫn còn đang ở trong phòng này. Cô bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng cả căn nhà này. Lúc này Hyun-su đang đứng bên ngoài ban công. Ji-won ra ban công tinh ý phát hiện ra chỗ này có thể trốn được, từng bước tiến về phía bên này. Hyun-su cực kỳ căng thẳng. Đúng lúc Ji-won đang từ từ vén tấm rèm ra thì đồng nghiệp gọi cô lại, nói có người gọi điện thoại cho cô. Ji-won nhận điện thoại, người gọi điện lại chính là Hyun-su đang trốn ngoài ban công. Hyun-su nói với Ji-won có một phóng viên tên là Mujin tìm đến cửa hàng. Ji-won vừa nghe Mujin đang ở nhà mình lập tức chuẩn bị qua đó xem. Hyun-su về nhà trước Ji-won, anh lập tức xuống tầng hầm. Không ngờ vừa bước xuống đã bị Mujin cởi được trói tấn công. Có điều Mujin đã nhanh chóng bị anh khống chế. Vào thời khắc quan trọng, Hyun-su thả Mujin ra, nói với anh ta rằng cảnh sát đang tìm anh ta và cũng biết anh ta đang ở đây. Hyun-su muốn anh ta đến sở cảnh sát một chuyến. Mujin nghe vậy thấy bản thân được an toàn rồi bắt đầu tỏ ra ngạo mạn. Bắt Hyun-su thấp giọng xin lỗi mình, còn tuyên bố rằng sẽ nói ra hết toàn bộ bí mật về việc anh giả mạo thân phận người khác che giấu hành vi phạm tội. Hyun-su lại không chút hoảng loạn vì sau khi Ji-won rời khỏi nhà Mujin, anh đã tìm thấy một chiếc camera ghi lại cảnh Mujin giúp hung thủ phạm tội. Mujin biết rõ nội dung bên trong có thể khiến anh ta cả đời này không ngóc đầu lên nổi. Cứ như vậy hai người thỏa thuận với nhau. Ji-won vội vàng quay về, vừa mở cửa ra đã đụng phải hai người mặt đầy thương tích. Cuối cùng hai người lấy lý do thương lượng giá cả mà xảy ra tranh chấp đánh lừa Ji-won. Mujin đến sở cảnh sát, họ phát lại lời nhắn của Sun-kin trong điện thoại cho Mujin. Trong điện thoại giọng nói vốn bình tĩnh của nam Sun-kin dần trở nên kinh ngạc khi thốt ra cái tên Hyun-su. Rõ ràng mấu chốt của vụ án này chính là tìm ra Hyun-su. Bị cảnh sát thẩm vấn, Mujin thề thốt phủ nhận mình có liên quan đến Hyun-su. Vì Hyun-su bây giờ đã sống dưới thân phận của Hee-sung rồi, điểm yếu của anh ta cũng nằm trong tay Hyun-su. Cảnh sát đến lấy lời khai của vợ Sun-jil, người vợ một mực chắc chắn chồng mình chỉ có một kẻ thù duy nhất là Hyun-su. Vì gần đây cứ nửa đêm là Hyun-su lại gọi điện thoại đến uy hiếp đe dọa. Đêm xảy ra vụ án, cảnh sát phát hiện ra tên mặc áo mưa đã ngồi xe taxi đến. Tài xế xe taxi cũng bị gọi đến để phối hợp điều tra. Có điều không cung cấp được mấy thông tin hữu ích. Mujin quay về tòa soạn một vụ án chấn động như vậy, cấp trên còn hy vọng anh tin tức độc quyền gì đó. Mujin rõ ràng không có hứng thú gì cả. Nhưng khi thấy bản tin nói rằng thời gian gây án của tên mặc áo mưa là 3 giờ sáng, Mujin nhớ rằng lúc đó Hyun-su rõ ràng đang ở dưới tầng hầm với anh ta. Mujin lúc này mới biết hung thủ không phải Hyun-su mà là một người khác. Vì vậy anh ta đã chủ động đến tìm Hyun-su, thuyết phục Hyun-su hợp tác cùng anh ta tìm ra hung thủ thật sự. Hyun-su có thể chứng minh mình trong sạch. Mujin cũng có thể có tin tức độc quyền của vụ án này. Hyun-su vốn không muốn tham gia nhưng vụ án lần này có sức ảnh hưởng rất lớn. Cảnh sát bị thúc ép nhất định sẽ dốc hết sức lực để điều tra. Hyun-su cũng lo thân phận của mình bị bại lộ nên đã đồng ý hợp tác cùng Mujin. Tiến trình điều tra của cảnh sát không hề có tiến triển. Vì Hyun-su đã mất tích từ mười mấy năm về trước, chỉ có thể tìm thấy một tấm ảnh hồi thiếu niên của anh. Lúc này bà Oh cùng quê với Hyun-su nhìn thấy tin tức của cảnh sát, yêu cầu cung cấp các manh mối liên quan đến Hyun-su. Bà nhớ ra mình cũng có một tấm hình vô tình chụp được Hyun-su gần đây. Bà lập tức lấy album ảnh ra tìm ra được tấm hình đó. Sau khi xác nhận không nhầm lẫn gì liền gọi điện cho cảnh sát. Ji-won nhận điện thoại biết được manh mối quan trọng lập tức đến nhà bà Oh. Người đàn ông này vì muốn bao che tội phạm trong quá trình miêu tả chân dung cho cảnh sát, lại tả một người đẹp trai người người thành cái kiểu như này. Cảnh sát đang ngơ ngác thì nhận được điện thoại, sau đó thông báo anh ta có thể về được rồi, thì ra đã có người cung cấp cho cảnh sát bức ảnh của nghi phạm. Mujin nghe ngóng xong mới biết bức ảnh đó trong tay bà Oh ở quê bọn họ. Anh ta lập tức thông báo tin này cho Hyun-su. Hơn nữa cảnh sát đến nhà bà Oh để lấy bức ảnh chính là vợ của Hyun-su. Vì thế hai người lập tức hẹn nhau rồi đến nhà bà Oh. Con đường đó không ai quen thuộc hơn bọn họ cả, nhất định có thể đến trước một bước. Chẳng mấy chốc trời đã tối, bọn họ quả nhiên đến nhà bà Oh trước cảnh sát. Hai người quyết định để Mujin và lừa bà Oh ra khỏi phòng, còn Hyun-su trốn tạm vào căn phòng nhỏ bên này. Sau đó nhân lúc bà Oh ra ngoài lén vào trong tìm bức ảnh đó. Nhưng khi Mujin mở cửa phòng ra phát hiện bà đã bị người ta trói nằm dưới đất. Mujin vội chạy đến cửa trói cho bà Oh lại bị một người phía sau đánh ngất. Hyun-su vẫn đang đứng đợi ở căn phòng nhỏ nhìn thấy một người lạ bước ra từ trong phòng. Anh lập tức đuổi theo kéo hắn ngã lăn ra đất. Sau một hồi vật lộn, Hyun-su đè hắn vào một cái cây kéo khẩu trang của hắn ra. Không ngờ là tên tài xế taxi. Lúc này cảnh sát đã đến bên ngoài rồi. Tên tài xế nói với Hyun-su muốn lấy được bức ảnh thì một giờ sau gặp nhau tại nhà trọ cách đó không xa. Hyun-su còn chưa kịp phản ứng, tên tài xế đã đẩy anh ra rồi chạy mất. Ji-won đã đi vào đến sân nhà gọi tên Hyun-su đang định chạy trốn.
Hyun-su không dám quay đầu lại, nhanh chân bỏ chạy. Ji-won lập tức đuổi theo, hai người rượt đuổi nhau suốt cả con đường. Cho đến khi Hyun-su trốn vào trong một nhà kho, Ji-won đến nhà kho cẩn thận tìm kiếm Hyun-su. Nhân lúc cô không phòng bị đã trùm bao lên đầu cô, còn quan tâm cô lấy thân đỡ hộp dụng cụ rơi từ trên cao xuống. Sau đó vô cùng thành thạo còng tay Ji-won vào giá dụng cụ bên cạnh. Xem ra bình thường luyện tập cũng không ít. Không bao lâu sau, cảnh sát đuổi đến nơi cứu Ji-won ra. Lúc này cô mới biết người cướp bức ảnh đi không phải Hyun-su. Theo như bà Oh miêu tả lại quá trình cướp bức ảnh thì người cướp bức ảnh cũng đang tìm kiếm Hyun-su, luôn vội tập hợp hết những người trong thôn lại. Cô hỏi mọi người trừ nhân viên cảnh sát ra còn có ai lén lút đến tìm Hyun-su nữa không. Rất nhanh đã có được đáp án, tài xế taxi có người vợ bị cha của Hyun-su sát hại đã đến đây nhiều lần. Thì ra vợ của tên tài xế taxi năm đó bị sát hại, thi thể của các nạn nhân khác đều tìm thấy, riêng thi thể vợ anh ta sau bao năm vẫn không tài nào tìm thấy được. Khi anh ta đã lâm vào đường cùng Sun Jiu đi xe taxi của hắn và mượn điện thoại của hắn để gọi điện. Tên tài xế vô tình biết được từ chỗ Sun Jiu, Hyun-su cũng có một cái móc điện thoại giống y hệt của hắn ta. Chiếc móc khóa điện thoại này là móc chìa khóa đôi của tài xế taxi và vợ hắn, đã đặt làm ở chỗ ba của Hyun-su, cái còn lại đang ở chỗ Hyun-su. Vậy thi thể vợ hắn ta ở đâu Hyun-su chắc chắn sẽ biết. Hơn nữa vẫn luôn có tin đồn năm đó Hyun-su và cha mình cùng nhau gây án. Sun Jiu khuyên tài xế tìm cảnh sát giúp đỡ để tìm ra Hyun-su, nhưng tài xế không định làm như vậy. Hyun-su đã mất tích mười mấy năm, cảnh sát không hề có ý định tìm kiếm Hyun-su. Tài xế quyết định lấy danh nghĩa của Hyun-su làm ra chuyện gì đó chấn động, tạo áp lực dư luận ép cảnh sát phải tìm Hyun-su. Vì vậy tài xế đã bắt đầu kế hoạch lấy Sun Jiu làm vật hy sinh. Hắn biết Sun Jiu hổ thẹn với Hyun-su, đêm nào cũng gọi điện uy hiếp Sun Jiu, để Sun Jiu nghĩ rằng Hyun-su đang tìm anh báo thù, khiến anh ngày đêm sống trong sợ hãi, sợ Hyun-su sẽ đến tìm anh ta bất cứ lúc nào. Cho đến một hôm, tài xế xe taxi mặc bộ áo mưa, mặt đeo khẩu trang xuất hiện tại nhà hàng của Sun Jiu. Sun Jiu trước khi bị sát hại đã hét lên cái tên Hyun-su. Như vậy đã đúng như ý của tài xế taxi, tất cả mũi nhọn đều chĩa về Hyun-su. Lúc cảnh sát gọi anh đến để phối hợp điều tra, tài xế cố tình để lại bình nước của mình ở đồn cảnh sát. Nghe lén được toàn bộ việc, bà Oh cung cấp cho cảnh sát bức ảnh của Hyun-su. Ji-won sau khi biết được thân phận thật sự của tay tài xế taxi, lập tức gọi điện báo cáo tình hình với đồng nghiệp ở đồn cảnh sát. Suy luận tình báo phía bà Oh rất có khả năng là do nội bộ sở cảnh sát tiết lộ. Đồng nghiệp lập tức nhớ ra bình nước mà tài xế taxi để lại, chạy đến mở bình nước ra xem bên trong quả nhiên có dấu máy nghe lén. Lúc này Hyun-su đã đến địa điểm đã hẹn, tài xế taxi cũng đã đến. Phía nhân viên cảnh sát đã đưa cho Ji-won một chiếc đồng hồ được tìm thấy trong nhà kho. Cô không dám tin, đây chẳng phải là quà sinh nhật cô tặng cho chồng mình sao? Lẽ nào người vừa rồi đánh nhau với mình ở nhà kho chính là người chồng ngày đêm bên cạnh mình sao? Ji-won không dám nghĩ, cô bèn nói với đồng nghiệp đây là đồng hồ cô làm rơi. Lúc này bọn họ nhận được thông báo từ một nhà trọ gần đó, tài xế xe taxi đã bắt chọn một vị khách đi. Ji-won lập tức cùng đồng nghiệp đến nhà trọ đó, lấy bức ảnh của tài xế taxi ra hỏi bà chủ nhà trọ. Bà khẳng định người này chính là tài xế taxi, người vẫn luôn đi tìm thi thể vợ mình, nhưng người bị trói đi tạm thời chưa rõ là ai. Ji-won vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy ở đằng xa có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vọng đến. Cô lập tức bước đến nhìn ảnh con gái trên màn hình điện thoại. Cô nhận ra đó chính là điện thoại của chồng mình. Cô bắt đầu nhận thức được người bị bắt đi rất có thể là chồng mình. Vì vậy cô tìm một tấm ảnh chồng mình trong điện thoại rồi hỏi bà chủ nhà trọ. Nhận được câu trả lời chắc chắn biết được chồng mình bị trói đi, Ji-won không nghĩ ngợi được gì nữa, lập tức liên lạc với đồng nghiệp ở sở cảnh sát định vị vị trí của tài xế xe taxi. Ji-won lái xe cảnh sát vun vút trên đường đi cứu chồng. Nửa giờ trước, Hyun-su muốn lấy lại bức ảnh có thể khiến thân phận của mình bị bại lộ, hắn đã đồng ý gặp tài xế ở nhà trọ. Tài xế ngồi trên xe thẳng thừng với Hyun-su, hắn đã mượn danh nghĩa anh để sát hại Sun Jiu chính là để dụ anh xuất hiện. Mục đích của hắn là muốn biết vị trí thi thể của vợ mình sau khi bị cha anh sát hại vào 18 năm trước. Hyun-su cướp lấy bức ảnh trong tay gã tài xế, nhanh tay xé nát nó ra. Anh nói tất cả những chuyện cha mình làm anh không hề biết gì. Tài xế đương nhiên không tin. Đột nhiên hắn dùng khăn tay có tẩm thuốc bịt miệng và mũi Hyun-su lại. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hyun-su dùng mảnh thủy tinh đã chuẩn bị từ trước đâm thẳng vào đùi tài xế rồi chạy ra khỏi xe. Nhưng tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tác. Hyun-su khó khăn bò đến chậu lửa trước mặt ném bức ảnh vào trong. Tài xế nhanh chóng đuổi theo kẹp chặt Hyun-su rồi lại dùng khăn tẩm thuốc bịt kín miệng và mũi anh. Lần này Hyun-su hoàn toàn ngất đi. Sau đó tài xế kéo anh vào trong xe, cảnh này đều bị bà chủ của nhà trọ nhìn thấy hết. Không bao lâu sau, Hyun-su bị tài xế trói tay trói chân lại đưa đến một bể bơi bỏ hoang. Nghe mấy lời tra khảo của tài xế, Hyun-su cười nhạo hắn ta không tìm ra kẻ thù nên đổ hết tội lỗi lên đầu người mà hắn tự cho là đúng. Tài xế bực bội đâm Hyun-su một nhát, cảnh cáo anh nếu không chịu nói ra chỗ giấu thi thể vợ mình, hắn sẽ khiến anh qua đời trong nỗi sợ hãi và đau khổ. Sau đó tài xế mở van nước trong bể bơi ra trói Hyun-su bên dưới bể, nhắc nhở anh thời gian biện hộ cho bản thân sắp hết. Hyun-su tuyên bố lần nữa mình không hề biết gì. Hơn nữa với những câu hỏi mà tài xế đưa ra, anh đều đã trả lời có bằng chứng hợp lý. Cho đến khi tài xế lấy chiếc móc khóa điện thoại ra chất vấn anh sao móc của vợ mình lại ở chỗ anh ta. Hyun-su ngây người, móc khóa này rõ ràng là do chị gái anh đã tặng cho anh lấy may. Trong tang lễ của cha mình, tài xế thấy Hyun-su không nói lời nào cực kỳ phẫn nộ. Hyun-su mặc dù không rõ chị anh có móc khóa này từ chỗ nào, nhưng vì bảo vệ chị mình anh vẫn lựa chọn cách im lặng.
nhìn nước trong bể sắt nhấn chìm Hyun-su, tài xế gần như khẩn cầu Hyun-su. Chỉ cần nói ra thi thể vợ hắn ở đâu hắn sẽ tha cho anh. Nhưng Hyun-su làm sao mà biết được việc mà mình không hề làm cơ chứ. Cứ như vậy Hyun-su hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể bơi. Lúc này Ji-won cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Cô lao nhanh vào trong chạm trán ngay với tên tài xế đang chuẩn bị rời đi. Đồng nghiệp nhanh chóng đến hỗ trợ cô. Ji-won không vật lộn cùng hắn nữa, chạy thẳng vào trong phòng. Thấy chồng mình đang bị nhấn chìm trong bể nước, cô ngay lập tức nhảy xuống. Dùng hết sức mình lao về phía Hyun-su lặn xuống nước đến trước mặt anh. Nhưng dây thừng trói quá chặt không tài nào cởi ra được. Ji-won đành phải trồi lên mặt nước hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục lặn xuống cứu Hyun-su. Cứ như vậy nhiều lần Hyun-su cuối cùng cũng có chút ý thức. Ji-won vội chạy lên bờ tìm một con dao cắt đứt dây thừng rồi đưa anh lên bờ. Lúc này Hyun-su đã hôn mê bất tỉnh rồi. Ji-won hoảng loạn hô hấp nhân tạo cho anh nhưng Hyun-su vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Ji-won gào khóc trong tuyệt vọng, nỗi buồn và sự bất lực đan xen. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp không gian. Người phụ nữ này rất yêu người chồng. Vừa mới thoát khỏi tay bọn bắt cóc nhưng cô lại không hề vui mừng chút nào. Vì chồng cô đang trong trạng thái hôn mê, anh tưởng người bên cạnh chăm sóc mình là chị gái nên vô tình tiết lộ thân phận thật sự của mình là Hyun-su, nghi phạm trong vụ án sát hại trưởng thôn mười mấy năm về trước. Như vậy không có gì ngạc nhiên khi Hyun-su xuất hiện tại hiện trường vụ bắt cóc. Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn điều tra vụ án, Ji-won không chịu đựng được khi nhìn thấy chồng mình sắp bị bại lộ thân phận thật sự, cô rời khỏi nơi điều tra. Không ngờ Hyun-su lại bình tĩnh đối mặt với tất cả. Bởi anh đã thông đồng với phóng viên Mujin từ chức, ngụy tạo một lý do hợp lý khi xuất hiện tại hiện trường. Và lời khai của gã tài xế bắt cóc anh đã bị công an bắt cũng khớp với lời khai của bọn họ một cách kỳ lạ. Hyun-su vừa tỉnh lại sau hôn mê không được bao lâu. Viện trưởng Bích cũng chính là bố của Hee-sung. Đến tìm anh, ông ta không thân không thích với anh lại giúp anh che giấu thân phận mười mấy năm. Đương nhiên đằng sau đó chính là những lợi ích chung thầm kín cần được bảo vệ. Thấy thân phận của Hyun-su không giấu được nữa, ông đành phải dùng đến biện pháp cực đoan. Ông đưa cho Hyun-su một kim tiêm thuốc để Hyun-su cải trang thành bác sĩ. Đến xử lý gã tài xế taxi vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Hyun-su đánh lạc hướng nhân viên cảnh sát đang trực, thực ra gã tài xế đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn luôn giả vờ hôn mê để tránh cảnh sát thẩm vấn. Hắn biết Hyun-su sẽ đến tìm hắn để diệt khẩu. Cố tình đợi Hyun-su đến trước khi đăng xuất, hắn chỉ muốn biết nơi chôn cất của vợ mình từ chính miệng Hyun-su. Tài xế cho rằng mình im lặng không nói sẽ đổi lấy được một phút mềm lòng của Hyun-su. Nhưng hắn thật sự nghĩ lầm rồi, Hyun-su không hề biết nơi chôn cất của vợ hắn. Có điều đến cuối cùng Hyun-su cũng không ra tay với tài xế. Anh chỉ nói móc khóa điện thoại của vợ hắn là có người cố ý tặng cho chị gái Hee-su của anh. Trong tang lễ của cha anh, hung thủ không phải Hyun-su cũng có khả năng không phải là cha anh mà là một người khác. Tài xế taxi biết được sự thật đã phối hợp với lời khai của Hyun-su khi bị cảnh sát thẩm vấn. Ji-won nhìn người chồng mà mình yêu thương thân thuộc mà lại xa lạ đang nằm trên giường. Tự an ủi bản thân chồng cô nhất định có nỗi khổ tâm, chắc chắn đó là một lựa chọn bất đắc dĩ. Cô chỉ hy vọng rằng chồng cô có ít nhất một lý do để cô tha thứ. Vì vậy cô bắt đầu âm thầm điều tra chồng mình. Từ danh sách người thân của chồng cô phát hiện ra viện trưởng Bích. Bố anh bây giờ đã giúp anh che giấu thân phận ít nhất 14 năm. Đúng lúc cô vẫn còn đang mải mê suy nghĩ lý do trong đó là gì, bỗng nghe thấy hành khách bên cạnh bàn luận về bản tin mới nhất có liên quan đến vụ án sát hại người liên hoàn của Min Seok đang rất hot trên mạng. Ji-won vội mở điện thoại ra xem, chính là bản tin của Mujin. Trong đó còn đề cập đến một đoạn ghi âm mà nghi phạm đã đe dọa nhân chứng năm đó. Thì ra năm đó nạn nhân cuối cùng trong vụ án sát hại người liên hoàn của Min Seok cũng chính là người vợ của gã tài xế taxi. Lúc bắt cóc Jung Mi Seok còn có một nhân chứng, cô ấy va chạm với xe của bọn bắt cóc. Jung Mi Seok thoát ra khỏi xe, tên bắt cóc lại bắt cô vào xe. Nhưng trời tối nhân chứng không nhìn thấy rõ mặt tên bắt cóc, chỉ nhớ biển số xe của hắn ta. Nhân chứng lập tức báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe đó chính là xe của Min Seok. Nhưng khi đó Hyun-su đã đứng ra cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho bố của mình. Còn nhân chứng thì lái xe khi say rượu. Cảnh sát cho rằng nhân chứng đã cố tình nói dối bịa đặt để trốn tránh trách nhiệm, nên đã vội khép lại vụ án và không hề nghiêm túc truy tìm tên bắt cóc. Tuy nhiên vài ngày sau, Min Seok tự kết liễu tại nhà một cách kỳ lạ. Cảnh sát đã tìm được một số đồ vật của người bị hại ở xưởng của Min Seok. Cuối cùng Min Seok cảm thấy tội lỗi đã tự kết liễu vụ án kết thúc ở đó. Không bao lâu sau lại có tin tức Hyun-su đã sát hại trưởng thôn và bỏ trốn. Vì thế cảnh sát đã đi đến kết luận Hyun-su và bố anh là đồng phạm trong vụ án sát hại người hàng loạt. Khi Jung Min Seok bị bắt cóc, Hyun-su đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho Min Seok. Nhưng cảnh sát đã quay lại tìm nhân chứng lần nữa điều tra chi tiết về vụ bắt cóc. Nhân chứng lại bị uy hiếp đã rút hết lại những lời khai trước đó. Có điều nhân chứng vẫn luôn giữ lại đoạn ghi âm mà bà bị uy hiếp năm đó. Mujin đã tìm đủ mọi cách để nhân chứng đưa đoạn ghi âm cho anh. Sau khi bản tin được phát sóng, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía Hyun-su đang bỏ trốn. Mọi người đều cho rằng người uy hiếp trong đoạn ghi âm chính là Hyun-su. Ji-won về nhà cố ý bật bản tin trước mặt Hyun-su xem phản ứng của anh thế nào. Có điều Hyun-su vẫn bày ra dáng vẻ không quan tâm. Sau đó lén chạy ra ngoài ban công gọi điện thoại cho Mujin, ép hỏi anh tại sao lại dắt mũi mọi người biến anh thành đồng phạm như vậy. Hyun-su nói hung thủ là một người khác, bảo Mujin phải đổi hướng điều tra. Mujin nhờ vào bản tin độc quyền này mà nổi như cồn, có chút đắc ý vinh váo. Quan trọng là anh ta cũng cho rằng người đó chính là Hyun-su nên không hề nghe lọt lời nói của Hyun-su. Hôm sau Ji-won lại đến trường học mà hồi nhỏ Hyun-su theo học.
cô điều tra được nhiều thông tin quan trọng. Hyun-soo mắc chứng rối loạn chống đối xã hội, không biết biểu đạt cảm xúc, bình thường sẽ rất yên tĩnh, nhưng chỉ cần có người dám động vào máy nghe nhạc của anh sẽ lập tức trở nên bạo lực vô cùng. Ji-won nhớ ra chiếc túi lấy từ chỗ vợ của Sun-kin có đồ đạc mà Hyun-soo và Sun-kin để lại. Lúc cùng nhau làm thêm tại nhà hàng, Ji-won mở túi đồ ra xem. Quả nhiên bên trong có một chiếc máy nghe nhạc. Sau đó cô lại đến ông chủ nơi trước kia Hyun-soo làm việc để xác nhận. Ông chủ nhà hàng cũng chứng thực Hyun-soo rất coi trọng cái máy nghe nhạc này. Ông từng động vào một lần đã bị Hyun-soo tấn công. Chỉ cần có người động vào nó, anh sẽ không quan tâm đối phương là ai. Biết được những thông tin quan trọng này, Ji-won cầm túi đồ đó về nhà. Hyun-soo nhìn thấy túi đồ trong lòng kinh ngạc, sau đó Ji-won lấy máy nghe nhạc trong túi ra. Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau đang diễn một cuộc chiến tâm lý cam go. Cô tiếp tục lấy ra một cuốn sổ, sau đó quan sát tỉ mỉ phản ứng của chồng. Hyun-soo nhìn thấy những đồ vật quan trọng của mình, nhưng vì thân phận bây giờ anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Làm theo yêu cầu của vợ, anh mở cuốn sổ ra, hai người nhìn nhau cười cố tỏ vẻ thoải mái. Ji-won thầm nghĩ em cũng có thể làm được giống anh, lừa anh không chớp mắt. Hyun-soo nhìn những bản phác thảo mà anh đã thiết kế trong cuốn sổ, thậm chí bên trong còn có rất nhiều thiết kế, đến bây giờ anh vẫn còn sử dụng trong xưởng của mình. Ji-won muốn anh giúp đỡ tìm trong hiệp hội đồ thủ công mỹ nghệ của bọn anh. Thợ thủ công mỹ nghệ làm được mấy đồ này biết đâu có thể bắt được nghi phạm. Hyun-soo lại nói tay nghề của người này quá kém, không có ấn tượng gì cả. Đương nhiên Ji-won cũng lường trước được anh sẽ nói như vậy. Thay vào đó lại muốn anh cùng cô đến căn xưởng cũ bỏ hoang của Do Min Seok. Ở quê nhà Hyun-soo mặc dù trong lòng rất kháng cự với nơi đó, nhưng trước lời đề nghị của vợ anh không có cách nào từ chối được. Khi họ đến nơi thì trời cũng đã tối, hai người cẩn thận đi vào hầm bên dưới công xưởng. Ji-won đột nhiên lấy chiếc máy nghe nhạc ra bật bài nhạc bên trong lên, còn nói muốn dò đoán tâm lý của Hyun-soo tại nơi này. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, Hyun-soo bắt đầu có chút mất kiềm chế. Ji-won tiếp tục kích động anh, cô nói ông chủ cửa hàng nơi Hyun-soo làm việc trước kia sẽ qua đây. Sau đó giả vờ gọi điện thoại cho ông ta, Hyun-soo căng thẳng đến nỗi cả người run rẩy. Ji-won đã chuẩn bị sẵn sàng trước sự tấn công có thể đến bất cứ lúc nào của anh. Không ngờ Hyun-soo lại ngã thụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch không thể thở nổi. Ji-won đành dìu anh vào trong xe, nhìn Hyun-soo đau đớn. Trong lòng Ji-won cũng không khỏi đau lòng. Nhưng người đàn ông này đã lừa dối cô 14 năm qua. Cô tự thuyết phục bản thân nhất định không được mềm lòng. Buổi tối hai người nằm trên giường, Hyun-soo nhân lúc Ji-won ngủ say đi ra ngoài. Ji-won đương nhiên chưa ngủ. Hyun-soo đến nhà Mujin, lần này thái độ của Mujin với anh có tốt hơn chút. Vì không lâu trước đó chị gái Hae-soo của Hyun-soo đã xem được bản tin. Bà Mujin nói Hyun-soo là đồng phạm sát hại người trong vụ án liên hoàn của bố anh. Hae-soo đến tìm Mujin, hai người từng là người yêu của nhau, song phải chia tay do Hyun-soo và cha mình phạm tội nặng. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, thực ra Mujin vẫn luôn nhớ nhung Hae-soo. Hae-soo cũng rất cảm kích khi đó người dân trong thôn đều tránh xa gia đình họ, nhưng Mujin vẫn yêu thương cô vô điều kiện. Hơn nữa trước khi cha cô xảy ra chuyện, anh là người duy nhất chịu nói chuyện của em trai Hyun-soo. Cô cầu xin Mujin đừng dùng tin tức để giày vò em trai mình nữa. Cô nói trưởng thôn không phải do Hyun-soo hại mà chính là cô mới là người làm điều đó. Mujin cho rằng Hae-soo vì muốn bảo vệ em trai của mình nên mới nói như vậy. Anh không tin cô nhưng vì nể Hae-soo, Mujin mới cho Hyun-soo vào nhà. Hyun-soo cũng trả lại cho Mujin điểm yếu của Mujin mà anh nắm trong tay. Anh thấy vợ mình vẫn luôn điều tra Hyun-soo, biết sự việc không giấu nổi bao lâu nữa, quyết định không sống lặng lẽ nữa. Phải tìm ra đồng phạm thật sự trong vụ án liên hoàn của bố anh. Anh nhờ Mujin hẹn gặp chị mình vì Hyun-soo nói ra một tin quan trọng. Chị gái Hae-soo đã từng gặp qua tên đồng phạm thật sự kia. Thấy Hyun-soo nói vậy, Mujin có chút lung lay. Anh ta cũng muốn có được tin tức độc quyền một lần nữa, vì vậy đã đồng ý giúp Hyun-soo. Nhưng Hyun-soo không biết rằng Ji-won đã lắp thiết bị theo dõi trên đồng hồ của anh. Nhất cử nhất động của anh Ji-won đều nắm rõ. Mujin đã giúp hai chị em gặp lại nhau sau mười mấy năm xa cách. Hyun-soo nói định rằng cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt chị nữa, để chị có thể ngẩng cao đầu mà sống. Không đợi anh nói hết, Hae-soo đã ôm lấy em trai khóc đến mất cả tiếng. Vào cái đêm mà trưởng thôn bị hại mười mấy năm trước, Hyun-soo thấy chị gái mãi chưa về nhà, bèn đến nhà trưởng thôn tìm. Khi anh đến nơi, trưởng thôn đã nằm im bất động dưới đất. Chị gái đứng bên cạnh vốn đến để cầu xin trưởng thôn đối xử tốt với em trai mình chút, không ngờ trưởng thôn lại có ý đồ xấu xa với cô. Hae-soo thẳng tay tiễn ông ta lên đường. Hyun-soo thấy vậy rằng lấy hung khí trong tay chị gái, xóa sạch dấu vân tay của chị gái, đổ hết tội danh lên người mình. Nguyện vọng duy nhất của anh là chị gái có thể tiếp tục sống yên bình, tận hưởng cuộc đời này. Mọi lời nói của Hyun-soo đều quan tâm đến cuộc sống của chị. Nhìn Hyun-soo phải gánh tội thay mình mười mấy năm mà không một lời oán trách, trong lòng Hae-soo càng thêm hổ thẹn. Cô thậm chí còn muốn thấy em trai oán hận mình. Hai người nói chuyện hồi lâu, Hyun-soo còn đưa bức ảnh chụp với vợ và con gái cho chị gái xem. Hae-soo phát hiện em trai đã thay đổi rồi, anh đã sống tình cảm hơn. Hyun-soo bắt đầu quay lại vấn đề chính, anh muốn chị gái giúp đỡ tìm ra kẻ đồng phạm thật sự. Chị gái đột nhiên nhớ ra sao vợ của em trai lại trông quen đến vậy. Hình như là vị cảnh sát trước đây từng đến tìm cô. Hyun-soo nói cô ấy chính là cảnh sát. Chị gái vô cùng kinh ngạc hỏi Hyun-soo có yêu cô ấy không. Hyun-soo suy nghĩ một lát trả lời chắc nịch không yêu, vì anh vốn không hiểu tình cảm nam nữ là như thế nào. Không ngờ tất cả những lời này đã bị Ji-won nghe thấy hết, đối với cô mà nói như sét đánh ngang trời. Tất cả những hy vọng đẹp đẽ của cô đều bị phá vỡ trong khoảnh khắc này. Ji-won buồn bã đi trên đường.
Bởi vì mới vừa nãy cô đã tận tai nghe thấy người chồng mỗi ngày cười nói với mình lại nói thật ra không yêu mình. Ji-won biết rõ ràng rằng chồng mình dùng thân phận giả để kết hôn với cô che giấu quá khứ. Nhưng cô vẫn không hiểu được mình còn đang kiên trì cái gì. Nhìn bóng hình bản thân trong gương, cô không kìm được bật khóc. Lúc này con gái gọi điện tới cho cô. Hình ảnh con gái hồn nhiên ngây thơ trong màn hình dường như đã cho cô thấy được lý do để tiếp tục. Ji-won quay về đồn cảnh sát, cô đi tìm túi hành lý có thể làm lộ thân phận của Hyun-soo. Ji-won ra ngoại thành rồi đốt trụi hết tất cả. Vì con gái, cô chỉ có thể để cho Hyun-soo sống tiếp với thân phận giả. Những ngày thường Hyun-soo đều khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào. Nhưng vào lần gặp mặt này đây thì cô chỉ cảm thấy phản cảm. Ji-won thầm quyết định sẽ từ từ rời xa Hyun-soo, không làm bại lộ thân phận anh. Coi như đây là món quà cuối cùng tặng anh vì con gái mình. Hyun-soo, chị gái và cả phóng viên Mujin tiếp tục điều tra đồng phạm của vụ án liên hoàn mười mấy năm trước. Trong lễ tang của cha, Hye-soo đã thấy một đồng phạm. Cô chỉ nhớ người đó ngồi trước bài vị của cha khóc rất thương tâm rồi nói nợ cha một ân tình. Người đó lấy tấm gỗ hình con cá tặng cho Hye-soo, còn để lại số điện thoại cho cô. Nói cô nếu muốn giúp đỡ thì hãy gọi điện cho người đó. Tiếc là thời gian trôi quá lâu rồi Hye-soo không nhớ rõ tướng mạo của người đó nữa. Số điện thoại cô cũng chưa nhớ ra được. Ba người bọn họ cũng không còn cách nào để thu được nhiều thông tin hơn nữa, cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Sự nóng vội của anh đã khiến cho Mujin tức giận một cách khó hiểu. Hai người còn cãi nhau, nhóm ba người suýt thì tan rã. Lúc này Hye-soo lên tiếng, cô nói một câu nhắc nhở Hyun-soo. Anh trở nên vội vã như vậy không giống với bộ dáng của ngày trước đó. Là vì anh đã thay đổi, đã bận tâm điều gì đó. Có lẽ Hyun-soo cũng không biết bản thân lúc này quan tâm tới gia đình như nào. Sau khi giải quyết mâu thuẫn, ba người tiếp tục điều tra. Manh mối không nhiều, chỉ có thể phân tích lại đoạn ghi âm mà đồng phạm gọi đe dọa nhân chứng. Hyun-soo phát hiện trong đoạn ghi âm này có đoạn tiếng gõ nghe không rõ ràng, dường như đã nghe qua ở đâu đó lại không nhớ từng nghe ở đâu. Lúc này chuông cửa vang lên, Mujin tưởng là đồ ăn mình gọi đã tới, nhưng vừa mới mở cửa ra thì phát hiện Ji-won tới đây. Vừa lúc shipper đã mang tới 3 phần pizza. Ji-won nhìn giày ở cửa, biết rằng trong nhà có người nên đã mượn cớ để vào nói chuyện. Thấy Mujin không cản được nữa, Hyun-soo chủ động ra ngoài cửa. Ji-won vừa ngạc nhiên hỏi sao anh ở đây vậy. Hye-soo bình tĩnh trả lời là do Mujin mời tới giúp cậu ấy phân tích vụ án, giống với người cha làm thợ thủ công của anh. Ji-won đi vào phòng nhìn thấy Hye-soo, Hye-soo vô cùng khẩn trương. Nhưng Ji-won biết rất rõ mối quan hệ của ba người họ nên không có hỏi nhiều. Thấy bọn họ cũng đang điều tra đồng phạm, cô nói mình cũng muốn điều tra cùng. Mujin nói điểm nghi hoặc của Hyun-soo với đoạn ghi âm cho Ji-won nghe. Ji-won nói rằng mình cũng không nghe ra âm thanh đằng sau đó là gì, thế nhưng có thể tìm đội kỹ thuật phòng cảnh sát tới phân tích. Buổi tối khi Ji-won trở về nhà, Hyun-soo đã dày công chuẩn bị một bữa ăn kỷ niệm 5 năm chuyển nhà. Nhưng Hyun-soo càng dốc lòng thì Ji-won lại càng cảm thấy phản cảm. Cả hai dường như đã hiểu rõ giả tình giả nghĩa mà ăn tối với nhau. Chỉ có con gái ngây thơ vui vẻ nhất. Giữa bữa ăn, Ji-won nhận được kết quả phân tích ghi âm của đội kỹ thuật. Ngoài tập âm thì bên trong còn có giọng một người đàn ông. Hyun-soo nghe thấy âm thanh này cuối cùng cũng nhớ tới. Lúc đó cha đã từng đưa anh tới quán rượu. Khi hầu bàn đưa cho cha anh gạt tàn đã nói một câu mà tiếng gõ kia là âm thanh khi người bồi bàn gọt đá. Lúc đó tên đồng phạm đi qua phía sau bọn họ cố ý quẹt phải áo của cha anh. Khi trả lại cái áo dường như đã tiếp xúc với cha mình ở dưới áo. Sau khi bữa tối kết thúc, hai vợ chồng rửa bát trong bếp. Hyun-soo cũng phát hiện ra cảm xúc của Ji-won dạo gần đây đã thay đổi. Anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Ji-won nói thẳng tình cảm của cô với anh đã thay đổi. Còn nói dạo gần đây đang suy nghĩ cuộc sống sau khi hai người tách ra. Hyun-soo kiên nhẫn an ủi Ji-won nói cô dạo gần đây vì áp lực lớn quá nên mới nghĩ linh tinh như vậy. Ji-won kích động nói với anh đừng cho rằng anh đã hiểu hết cô. Cô thích anh không vì lý do gì, ghét anh cũng như vậy không vì lý do gì hết. Đôi vợ chồng vốn dĩ tình cảm sau một đêm tình cảm gần như rạn nứt. Khi Sung cố gắng bảo cô suy nghĩ lại, nhưng Ji-won là cảnh sát không nghe bất kỳ lời nào của anh. Thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh nữa, bây giờ cô chỉ quan tâm tới vụ án chưa được giải. Hyun-soo giờ này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra vậy nên đã tìm tới hai người kia. Ba người cùng suy đoán đây là biểu hiện của thời kỳ chán ngấy sau hôn nhân. Mujin dựa vào 30 năm kinh nghiệm độc thân của mình, nghĩ cách giúp cho anh con gái thì phải tặng quà. Hyun-soo cũng đã nghĩ ra một cách tặng một món quà độc đáo, đó chính là tìm ra tên đồng phạm. Việc không thể lỡ, Hyun-soo bắt đầu đi điều tra. Anh đi tới quán rượu trước đây cha dẫn anh tới. Đi tới quầy thì phát hiện nơi đây hơn 10 năm qua không thay đổi, tới cả người phục vụ vẫn là người đó. Anh gọi một cốc rượu, cầm cốc rượu lên rồi nói trước đây cha mình tới người phục vụ đều sẽ tự tay khắc đá. Người phục vụ nói chúng tôi chỉ khắc đá cho những khách hàng đặc biệt. Hyun-soo nói mình muốn tìm người có lẽ là vị khách đặc biệt mà cậu nói. Anh lấy ra đoạn ghi âm đe dọa của tên đồng phạm phát cho người phục vụ nghe. Biểu cảm của đối phương rõ ràng là biết người trong đoạn ghi âm. Nhưng đối phương lại cố ý che đậy, Hyun-soo nhờ người phục vụ cho mượn cây bút. Nhìn cây bút này anh nhớ tới đây là bút mà cha mình đã đưa cho người thường xuyên cung cấp vật liệu thủ công cho ông. Năm đó Hyun-soo còn rất nghi hoặc vật liệu không phải ta hay tự tay chọn sao. Cha anh lại nói một vài thứ mà tự tay mình chọn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cha anh lại không cho anh xem những vật liệu nguy hiểm đó. Rồi nói chờ tới khi mắt nhìn cùng tay anh thuần thục hơn chút thì mới xem được. Hyun-soo cầm cây bút quen thuộc này biết rằng mình đã tiến tới gần tới đồng phạm của cha. Anh nhảy thẳng vào trong quầy ba vài chiêu đã khống chế được người phục vụ. Đe dọa người phục vụ gọi điện thoại cho người đứng sau. Hẹn người đó ra gặp mặt sau đó theo hướng dẫn đi tới hang ổ của chúng.
Hyun-soo phát hiện những người gặp mặt hiện tại không phải là đồng phạm mà là người trung gian. Cha và tên đồng phạm đó đều là khách hàng của hắn ta. Hyun-soo ra giá cho hắn ta muốn hắn ta bán thông tin tên đồng phạm cho mình. Nhưng hắn ta lại bắt Hyun-soo lại tính bán anh cho tên đồng phạm kia rồi nói bán anh đi sẽ có lợi ích lâu dài. Dù sao thì khách hàng như cha anh không còn nữa, tên đồng phạm kia thì vẫn sống. Tình thế cấp bách, Hyun-soo nói mình cũng là khách hàng tiềm năng của hắn. Hơn nữa còn là khách hàng lâu dài và ổn định. Đối phương ngừng tay, hắn ta nghĩ ra Hyun-soo với cha giống nhau. Đều là người rối loạn nhân cách chống đối xã hội, quả thật sẽ có nhu cầu về phương diện này. Lúc này điện thoại của Hyun-soo vang lên, là Ji-won gọi cho anh. Người trung gian bảo anh nghe điện thoại. Không ngờ câu đầu tiên Ji-won nói lại là em nhớ anh. Vừa mới không lâu Ji-won đã phạm phải lỗi lớn khi hành động bị lãnh đạo phê bình. Ji-won rất buồn nhớ lại thời gian hạnh phúc trước đây đều do Hyun-soo mang tới. Thời gian không vui đều có Hyun-soo ở bên cạnh cô. Ji-won không kìm nổi mở điện thoại rồi mở đống tin nhắn với Hyun-soo. Toàn là những tin nhắn anh gửi cho cô mà cô vẫn chưa đọc. Và lúc này cô nhận ra mình không thể rời xa người đàn ông ấy. Tận sâu trong lòng không ngừng nhớ tới anh. Trong điện thoại Ji-won bày tỏ lòng mình không giấu giếm. Hai người hẹn 1 giờ sau gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, Hyun-soo cùng người trung gian xác lập quan hệ. Tay sai của hắn lấy máy tính ra để cho anh chọn hàng mình muốn. Hyun-soo chọn ra một cậu con trai ở trên màn hình, đối phương ra một cái giá. Hyun-soo thẳng tay viết thêm một số không ở sau yêu cầu kèm thêm ảnh cùng tên của tên đồng phạm. Tên trung gian thấy giá mua này không thể từ chối. Hai người thỏa thuận sẽ trao đổi vào sáng sớm hôm sau. Khi Ji-won đang ngồi đợi Hyun-soo ở công viên thì cô nhận được điện thoại của Hae-soo. Những năm này Hae-soo luôn cảm thấy áy náy, không thể chịu nổi khi nhìn cậu em trai đáng thương không dễ gì mới có một gia đình hạnh phúc. Người duy nhất quan tâm tới Hyun-soo lại coi anh là tội phạm hại người. Cô nói với Ji-won hung thủ không phải là Hyun-soo, đợi tới hoàn cảnh thích hợp sẽ giải thích cụ thể với cô. Trong khi cô còn đang bối rối thì Hyun-soo vội vã chạy tới. Anh thở hổn hển nhìn đồng hồ rồi nói rằng mình không tới muộn. Ji-won nhìn vào mắt Hyun-soo, mọi thứ phảng phất như quay lại ngày trước, cô ôm chặt lấy Hyun-soo. Buổi tối sau khi Hyun-soo về nhà, anh đã gọi điện cho người cha hiện tại của anh. Hiện anh không có nhiều tiền nên mới gọi cho ông mượn tiền. Rồi còn nói rõ với viện trưởng rằng mình có thể tìm thấy thông tin tên tội phạm. Như vậy có thể xóa bỏ nghi ngờ Hyun-soo là đồng phạm, có thể che giấu thân phận của anh phù hợp với lợi ích chung của họ. Thế nhưng nghe xong, Big Man U càng kinh ngạc. Nghi phạm bỏ trốn hơn 10 năm nay đã thay hình đổi dạng, chủ động gọi điện hợp tác với phía cảnh sát. Anh muốn cung cấp cho cảnh sát thông tin về tổ chức bắt cóc buôn bán người và kẻ đồng phạm trong vụ án giết người hàng loạt. Cảnh sát đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời của một nghi phạm hãm hại người đã bỏ trốn mười mấy năm. Huống hồ bây giờ anh vẫn là nghi phạm số 1 trong vụ án sát hại người hàng loạt đó. Nhưng thông qua những thông tin về nghi phạm đầu tiên mà anh đã cung cấp, cảnh sát đã tiến hành điều tra và nhanh chóng xác nhận tính xác thực của thông tin tình báo. Vì vậy hai bên đã đi đến thỏa thuận Hyun-soo, giúp cảnh sát triệt phá tổ chức buôn bán người, tìm ra đồng phạm thật sự. Còn bên cảnh sát không được lợi dụng cơ hội này để truy bắt Hyun-soo. Có điều cảnh sát cho choi rằng sau khi hành động lần này thành công, mặc dù có thể rửa sạch tội danh đồng phạm cho Hyun-soo, nhưng anh vẫn là nghi phạm bỏ trốn trong vụ án giết hại trưởng thôn. Vậy nên sau khi hành động kết thúc, anh ta sẽ phân công cảnh sát bắt gọn cả Hyun-soo. Ý kiến đã bị Ji-won phản đối quyết liệt. Cô cho rằng Hyun-soo đã không ngần ngại tiết lộ thân phận che giấu bao năm qua, mạo hiểm cả tính mạng của mình để giúp bọn họ triệt phá tổ chức buôn người, giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc. Cảnh sát làm như vậy thật sự có chút hèn hạ. Các cảnh sát khác cũng đồng tình với quan điểm của cô. Họ thấy sau này bắt Hyun-soo vẫn chưa muộn. Hyun-soo đến gặp viện trưởng Big lấy số tiền giao dịch với bọn buôn người. Viện trưởng Big lo lắng thân phận của Hyun-soo bị bại lộ, ông sẽ cho anh gấp 10 lần số tiền này, yêu cầu anh hãy lặng lẽ biến mất. Hyun-soo nói cho dù phải hy sinh thân mình anh cũng không vứt bỏ gia đình rời đi một mình. Khi Hyun-soo cầm tiền chuẩn bị đi, viện trưởng Big gọi anh lại nói một câu đầy ẩn ý tạm biệt. Buổi tối Hyun-soo cùng Mu-jin bắt đầu hành động kế hoạch của mình. Cảnh sát cũng bắt đầu triển khai kế hoạch. Đúng lúc này cảnh sát Choi tức giận đùng đùng xông vào phòng, không nói lời nào mà kéo Ji-won ra ngoài dẫn cô lên sân thượng. Thì ra cảnh sát Choi đã lấy được bút ghi âm mà Mu-jin làm mất. Mặc dù lúc đó toàn bộ nội dung bên trong đều bị Hyun-soo xóa sạch, nhưng cảnh sát Choi đã tìm người giúp anh khôi phục lại. Trên đường trở về anh nghe đoạn hội thoại trong bút ghi âm. Trong một file ghi âm, Mu-jin dõng dạc hỏi Hyun-soo sao cậu lại biến thành Big Hee-sung được vậy. Anh nhớ lại lần nào Ji-won cũng đứng ra bảo vệ cho Hyun-soo, lập tức hiểu ra tất cả. Trước mặt cảnh sát Choi, Ji-won đành phải thừa nhận. Từ lâu cô đã biết chồng mình chính là nghi phạm Hyun-soo, nhưng Hyun-soo không hề biết Ji-won đã biết được thân phận của anh. Cảnh sát Choi nể tình đồng nghiệp nhiều năm bảo Ji-won hãy tiếp tục giả vờ không biết gì, hãy đóng vai là một người bị hại để cảnh sát Choi đến bắt Hyun-soo. Ji-won không thể nào chấp nhận được việc chồng mình bị bắt, đã quỳ xuống trước mặt cảnh sát Choi khóc lóc cầu xin cảnh sát Choi hãy tha cho chồng mình. Cô sẽ lấy tính mạng của mình ra để chứng minh Hyun-soo là người tốt. Cảnh sát Choi cho rằng đầu óc Ji-won hiện giờ không được sáng suốt, chỉ cho cô thời gian một buổi tối giải quyết xong vụ án tối hôm nay, ngày mai sẽ đến bắt Hyun-soo. Hyun-soo đến địa điểm giao tiền, đưa tiền cho kẻ trung gian, hắn ta viết cho anh địa chỉ nơi nhận hàng. Hyun-soo cố tình đọc lại địa chỉ một lần để Mu-jin đang nấp ở bên ngoài thông qua máy nghe lén anh đã đặt sẵn trong túi áo. Nhận được tin này, Mu-jin lập tức thông báo tin tức cho cảnh sát. Cảnh sát ngay tức đã có mặt tại địa điểm giao hàng. Tất cả những tên buôn người đều đã bị tóm gọn, đồng thời giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc.
Lúc này tên trung gian đang định đưa thông tin về kẻ đồng phạm cho anh thì điện thoại bỗng đổ chuông. Hắn thu thập tài liệu về nghe điện thoại trước là điện thoại của viện trưởng Bích gọi đến. Ông ta nói với hắn Hyun-soo đã hợp tác với cảnh sát. Nếu hắn trừ khử Hyun-soo, ông ta sẽ cho hắn gấp đôi số tiền mà Hyun-soo đưa ra. Hắn ta mặt không biến sắc cất tập tài liệu đó đi, sau đó sai đàn em trói Hyun-soo lại. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng báo cháy. Tên đàn em ra ngoài kiểm tra thì ra Mujin nghe thấy tiếng đánh nhau qua máy nghe lén, nên lấy lý do kiểm tra báo cháy để lên xem tình hình. Anh nhân lúc hắn ta không chú ý phun thẳng bình cứu hỏa vào người hắn ta, sau đó điên cuồng chạy dụ hắn ta xuống bãi xe. Tên trung gian biết hang ổ của bọn chúng bị lộ, hắn giải sang khắp căn phòng định chôn vùi chứng cứ phạm tội của mình và cả Hyun-soo trong biển lửa. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị châm lửa, một khẩu súng dí thẳng vào đầu hắn. Ta chính là Ji-won đã lần theo định vị của Hyun-soo kịp thời chạy đến đây. Tên trung gian đành phải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Đúng lúc Ji-won đang còng tay hắn lại, tên trung gian đột nhiên đánh lén Ji-won. Ji-won bị tấn công cực kỳ nguy hiểm. Hyun-soo bị trói ở bên này thấy vậy ra sức vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi dây trói. Anh lao vào tên trung gian cho hắn một phát ngã xuống đất. Sau đó là một trận liên hoàn trường, anh trút hết những căm phẫn trong lòng lên người hắn. Kích động đến nỗi không dừng lại được, suýt chút nữa là tiễn hắn đi gặp ông bà. Giờ phút nguy hiểm, Ji-won ngăn Hyun-soo lại. Cô nói với Hyun-soo cảnh sát sắp đến đây rồi. Hơn nữa cảnh sát Choi cũng đã biết thân phận thật sự của anh. Cô đẩy anh đi bảo anh trốn đi ngay trong đêm nay, sau này cũng đừng xuất hiện ở nơi này nữa. Hyun-soo lúc này mới hiểu ra Ji-won sớm đã biết thân phận thật sự của anh. Cô vẫn luôn đứng sau âm thầm bảo vệ anh. Hyun-soo đứng ngây ra đó không biết phải làm sao. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Ji-won, tâm trạng Hyun-soo khó mà nói thành lời. Lê những bước chân nặng nề rời khỏi đó. Mà lúc này do Hye-soo tìm đến nhà viện trưởng Bích. Thông qua liệu pháp thôi miên, cô đã nhớ ra tại đám tang của bố mình, đồng phạm đến tìm cô trên tay hắn có chiếc vòng tay của tình nguyện viên y tế. Tìm kiếm trên mạng, cô đã biết được những tình nguyện viên đó là do viện trưởng Bích cử đi. Cô muốn tìm viện trưởng Bích để hỏi về danh sách các tình nguyện viên khi đó. Hyun-soo đang bỏ chạy bất ngờ bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm trúng. Lái xe vội xuống xe xem tình hình, hắn lấy điện thoại định gọi xe cấp cứu cho anh thì bị ngăn lại. Đến khi Hyun-soo tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà và đã được điều trị. Còn người lái xe đâm trúng anh lại hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Người cứu anh chính là viện trưởng Bích. Còn người lái xe nằm trên giường bệnh chính là Hye-sung, con trai của viện trưởng Bích. Hyun-soo rất tò mò hỏi viện trưởng Bích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viện trưởng Bích không hề nói rõ, chỉ lấy lý do muốn bảo vệ chức vị của mình, yêu cầu anh giữ kín bí mật này. Hơn nữa ông còn đưa ra một điều kiện mà Hyun-soo không thể từ chối. Ông sẽ giúp anh sống tiếp dưới thân phận Hye-sung con trai mình. Có thân phận mới, Hyun-soo sẽ không phải trốn chui trốn lủi như bây giờ nữa. Viện trưởng Bích cũng không cần giải thích với mọi người về chuyện con trai hôn mê bất tỉnh. Vì vậy hai người đi đến thỏa thuận. Dưới sự sắp xếp của viện trưởng Bích, Hyun-soo đã biến thành Hye-sung. Khi có được thân phận mới, dĩ Hyun-soo chỉ muốn sống lặng lẽ, không ngờ lại gặp được Ji-won. Ji-won vừa nhìn đã bị rung động trước anh chàng lạnh lùng với vẻ ngoài xa cách này. Lúc nào cô cũng xuất hiện trước mặt Hyun-soo bắt đầu theo đuổi anh. Hyun-soo sinh ra đã mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vốn dĩ không hiểu được cảm xúc của người bình thường. Cuối cùng anh vẫn chấp nhận Ji-won. Lý do đương nhiên không phải vì rung động trước tình cảm của Ji-won, mà vì từ khi bố anh qua đời, ông đã biến thành cơn ác mộng trong lòng Hyun-soo, thường xuyên xuất hiện trước mắt anh, còn luôn gieo vào đầu anh như ý nghĩ xấu xa anh không thể nào thoát khỏi được. Nhưng Hyun-soo phát hiện ra chỉ cần có Ji-won ở bên cạnh, bố anh sẽ tự động rời đi, không còn xuất hiện trước mắt anh nữa. Cứ như vậy, Hyun-soo thân là nghi phạm sát hại người bất ngờ lấy vợ sinh con. Có điều thân phận thật của anh có thể giấu được một lúc chứ không giấu được cả đời, vì đột nhiên nổ ra tin tức còn có một đồng phạm trong vụ án sát hại hàng loạt của bố anh. Thân phận thật sự của Hyun-soo dần dần được phơi bày. Lúc anh sắp sửa tra ra được tên đồng phạm đứng đằng sau, lại có biến cố xảy ra. Không ngờ viện trưởng Bích vẫn luôn giúp anh che giấu thân phận mười mấy năm qua lại có quan hệ với tên đồng phạm. May mà Ji-won kịp thời đến nơi giải cứu Hyun-soo. Lúc này chị gái Hye-soo đến nhà viện trưởng Bích bày tỏ lòng biết ơn với vợ chồng ông vì đã giúp em trai mình che giấu thân phận. Sau khi xác nhận rằng Hye-soo không biết gì nhiều, hai vợ chồng giả vờ ra vẻ người tốt làm việc tốt. Hye-soo cũng nói rằng cô đến tìm viện trưởng Bích là muốn xin danh sách những tình nguyện viên năm đó. Cô nói mình đã nhớ ra nghi phạm có đeo chiếc vòng tay tình nguyện viên này. Nếu bây giờ nhìn thấy tên đồng phạm, cô chắc chắn có thể nhận ra hắn. Viện trưởng Bích cho rằng Hyun-soo đã bị giải quyết rồi nên đồng ý với yêu cầu của cô, bảo cô hôm sau đến phòng làm việc của ông để lấy danh sách. Lúc Hye-soo chuẩn bị ra về, bà Bích đã gọi cô lại hỏi cô rằng tên đồng phạm đó có đặc điểm gì. Bà ta nói dối là để viện trưởng Bích dễ dàng tìm kiếm giúp cô hơn. Hye-soo nhớ kỹ lại cảnh tượng lúc đó nói với bọn họ, móng tay trái của tên đồng phạm rất ngắn, hình như là một người rất thích cắn móng tay. Mà lúc này có một người đang nấp ở trong phòng lặng lẽ nhìn bọn họ điên cuồng cắn móng tay trái của mình. Hắn chính là Hye-soo, người đã tỉnh lại sau nhiều năm hôn mê. Cảnh phim quay về quá khứ, từ vụ bắt cóc vợ của tài xế taxi cho đến cuộc gặp gỡ với bố của Hyun-soo tại quán bar. Có thể thấy Hye-soo xuất hiện rõ ràng trong mọi khung cảnh, đồng phạm thật sự cuối cùng cũng đã lộ diện, chính là con trai thật của viện trưởng Bích, Hye-soo. Vào cái đêm mà Hye-soo tông xe vào Hyun-soo, bà Bích ở nhà dọn dẹp phòng ngủ cho con trai, vô tình phát hiện Hye-soo giấu dưới giường những ghi chép phạm tội của mình và cả móng tay của người bị hại mà hắn sưu tầm. Trong lòng bà Bích sụp đổ ngay lập tức. Bà cầm con dao gây án của con trai đến bên cửa sổ muốn làm chuyện dại dột lại.
trông thấy Hee-sung đang đào một cái hố trong vườn định chôn Hyun-soo vừa bị hắn tông xe vào. Bà Bích chạy đến ngăn Hee-sung lại. Hee-sung cũng không ngờ rằng bà Bích đang ở nhà. Hắn liên tục giải thích đây không phải lỗi của mình, là người đó tự đâm vào xe hắn. Sau đó vẫn tiếp tục đào hố chôn sống Hyun-soo. Bà Bích vốn mắc hội chứng nóng này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật sự không chịu được đâm Hee-sung một nhát. Hee-sung ngã gục xuống đất trở thành người thực vật. Bà Bích ngày nào cũng sống trong hổ thẹn nhìn con trai nằm trên giường bệnh sống dựa vào máy móc. Bà quyết định rút ống dẫn ra khỏi người con để con không phải tiếp tục sống khổ thế này nữa. Xong chuyện bà cũng sẽ lên đường cùng con mình luôn. Viện trưởng Bích nhận được tin báo của giúp việc lập tức chạy về nhà. Hai vợ chồng tranh cãi gay gắt. Đúng lúc hai người giằng co nhau đột nhiên phát hiện Hee-sung đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Hee-sung không hề trách cứ mẹ mình lại vô cùng thương bà. Bây giờ danh tính kẻ đồng phạm của Hee-sung sắp bị phát hiện. Bà Bích vô cùng lo lắng còn viện trưởng Bích lại rất bình tĩnh. Ông nói với bọn họ Hee-sung chỉ đến tang lễ của bố Hyun-soo. Cho dù Hee-soo có nhận ra Hee-sung cũng không ai có thể chứng minh được Hee-sung chính là đồng phạm. Mà nhân vật then chốt là Hyun-soo cũng bị ông ta xử lý rồi. Vậy nên bọn họ mới không làm khó Hee-soo để cô ta đi. Lúc này Hyun-soo đang trên đường bỏ trốn. Nghĩ lại Ji-won vì giúp anh che giấu thân phận mà phải chịu đau khổ. Giờ phút này anh thực sự đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà bấy lâu nay không thể hiểu được. Anh ngừng chạy trốn liên tục gọi điện cho Ji-won nhưng trong lòng Ji-won rất rối ren. Cô vừa không nỡ rời xa chồng vừa lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm vậy nên vẫn không nghe máy. Cô chỉ hy vọng Hyun-soo mau chóng rời khỏi đây. Hyun-soo hiểu ý của Ji-won nhưng vẫn dừng xe bên đường không muốn rời đi. Chỉ một lát sau Ji-won ngồi taxi đã xuất hiện trước mặt anh. Hyun-soo vội xuống xe bước đến trước mặt Ji-won đau đớn xin lỗi. Cô nói mình là một kẻ dối trá đã lừa dối khiến cô tổn thương. Ji-won ôm chặt Hyun-soo vào lòng, hai người ôm nhau khóc, quyết định dũng cảm đương đầu với tất cả. Tháo bỏ lớp ngụy trang xuống cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Dù chỉ còn một đêm duy nhất, hai người vô cùng trân trọng đêm cuối cùng bên nhau. Vì trong lòng họ đều rõ điều gì đang chờ đợi họ vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau cảnh sát Choi đến trước cửa nhà bọn họ. Ji-won dẫn Hyun-soo ra ngoài, đến cuối cùng cô cũng chỉ có thể nén đau đớn tự tay mình giao Hyun-soo cho cảnh sát. Ji-won đích thân giao người chồng mà mình yêu thương cho cảnh sát. Thấy cảnh sát Choi đến một mình, Ji-won vô cùng ngạc nhiên. Cảnh sát Choi không lấy còng tay ra, chỉ nói là muốn nói chuyện cùng bọn họ. Vào phòng cảnh sát Choi nói dựa vào hồ sơ điều tra vụ án anh phát hiện ra, sau khi trưởng thôn bị sát hại các dấu vết ở hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ. Hyun-soo thân là nghi phạm lại để hung khí trong chiếc ba lô dễ phát hiện như vậy. Dường như là cố tình để người khác trông thấy kể từ khi bố anh phạm phải tội giết người hàng loạt. Hai chị em đã bị người dân trong thôn kỳ thị. Sau khi xảy ra vụ án mọi người đều cho rằng Hyun-soo đã làm chuyện đó. Chỉ có chị gái của Hyun-soo là ngoại lệ. Còn chưa đợi cảnh sát Choi nói hết, Hyun-soo đã khẳng định trưởng thôn là do anh ra tay. Thấy Ji-won ra sức biện hộ cho chồng nhưng lại không thể đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Cảnh sát Choi dường như đã hiểu ra nỗi khổ tâm của bọn họ. Anh để chiếc bút ghi âm có thể vạch trần thân phận thật sự Hyun-soo lại rồi rời đi. Ji-won khó hiểu chạy theo anh ra ngoài. Cảnh sát Choi chỉ để lại một câu bi kịch của hai chị em họ, tôi cũng không muốn động đến giống cô. Ji-won đi làm được đồng nghiệp thông báo rằng vất vả cả đêm mới bắt được tên trung gian buôn người sang Cheon lại để hắn trốn thoát ở bệnh viện rồi. Hyun-soo sau khi biết tình hình một mình hẹn gặp cảnh sát Choi. Đương nhiên không phải vì cảm ơn mà anh đã suy luận ra được một thông tin quan trọng. Trong lúc giao dịch với Sang Cheon giữa chừng đã có người gọi điện đến, đưa ra một số tiền lớn để Sang Cheon xử lý anh. Người này rất có khả năng là tên đồng phạm mọi người đang tìm kiếm, mà người biết được giao dịch của anh và Sang Cheon lại có đủ năng lực tài chính điều khiển Sang Cheon, chỉ có thể là viện trưởng Bích. Anh đoán ông ta nhất định sẽ tiếp tục sai Sang Cheon ra tay với anh. Không muốn Ji-won lo lắng nên Hyun-soo mới nhờ cảnh sát âm thầm giúp đỡ. Anh muốn lấy mình ra làm mồi nhử dụ đối phương ra tay lần nữa. Như vậy vừa có thể tìm ra được đồng phạm, vừa có thể bắt được Sang Cheon đang bỏ trốn. Quả nhiên sau khi Sang Cheon bỏ trốn đã liên lạc với viện trưởng Bích để lấy tiền. Hắn muốn viện trưởng Bích dụ Hyun-soo đến một nơi chỉ định sẵn rồi ra tay. Hyun-soo cũng gọi điện cho viện trưởng Bích giả vờ nói phải đi công tác xa, muốn mượn căn biệt thự ở đó của viện trưởng Bích. Viện trưởng Bích lập tức thông báo tin này cho Sang Cheon. Không ngờ hôm đó trong nhà viện trưởng Bích lại xảy ra chuyện. Người giúp việc câm điếc ở nhà ông, sau nhiều ngày quan sát đã phát hiện ra bí mật của gia đình họ. Bà ta viết một tờ giấy cho bà Bích yêu cầu một khoản lớn phí bịt miệng. Hai người giằng co nhau, người giúp việc không may làm bà Bích bị thương ở đầu. Lúc này Hee-sung từ trong phòng đi ra, thấy mẹ mình bị đánh tức giận vô cùng. Người giúp việc vẫn ra hiệu uy hiếp đòi tiền bọn họ. Không ngờ Hee-sung vẫn chưa hồi phục khả năng vận động đột nhiên lại đứng lên. Người giúp việc sợ hãi chạy ra ngoài nhưng vẫn bị Hee-sung kéo lại vào trong. Hee-sung độc ác xử lý bà ngay tại chỗ. Lúc cả nhà viện trưởng Bích đang dọn dẹp thi thể của người giúp việc, Hyun-soo vốn dĩ phải đi công tác xa lại cùng Ji-won đến nhà viện trưởng Bích. Hyun-soo muốn đích thân đến đối chất cùng viện trưởng Bích để lấy được chứng cứ từ ông. Anh nhờ cảnh sát Choi dẫn người đến mai phục ở biệt thự. Một khi Sang Cheon xa lưới, Hyun-soo có thể vạch trần thân phận đồng phạm của viện trưởng Bích. Ji-won biết được kế hoạch của Hyun-soo nhất quyết đòi đi cùng anh. Lần này bọn họ đến để răng bẫy viện trưởng Bích. Không ngờ chính mình lại rơi vào cái bẫy tinh vi hơn mà ông bày ra. Cảnh sát Choi mai phục hai bên biệt thự bắt được một người đúng giờ đó đến biệt thự. Nhưng sau khi xác nhận đó không phải là Sang Cheon mà là quản gia của biệt thự, Hyun-soo nhận được tin vô cùng thất vọng, nói mình đã đánh giá thấp viện trưởng Bích rồi. Viện trưởng Bích lớn tiếng kêu oan. Hyun-soo lại nói rõ ràng những điểm đáng nghi của viện trưởng Bích.
Không ai biết rõ hoàn cảnh của anh hơn ông ta cả. Lúc này bà Beck đứng ở một bên mới lên tiếng. Bà nói chính mình đã lỡ miệng để người giúp việc trong nhà biết thân phận thật sự của Hyun-su, còn lấy ra tờ giấy mà giúp việc đã uy hiếp bà cho bọn họ xem. Ji-won vừa định mở ra trong phòng đột nhiên mất điện. Viện trưởng Bích nói dối dạo này công tắc điện hay bị trục trặc bèn đứng dậy đi kiểm tra. Thực tế là ông cùng Hyun-su bí mật thực hiện kế hoạch của bọn họ. Lúc viện trưởng Bích gọi điện cho Sang Cheon để hắn đến biệt thự xử lý Hyun-su, Hyun-su đã giằng lấy điện thoại trong tay ông, hỏi hắn đã tiết lộ cho Hyun-su biết chuyện viện trưởng Bích mua chuộc hắn chưa. Sang Cheon đáp rằng hắn không nói thẳng, chỉ tiết lộ với Hyun-su là có người đã chi một số tiền lớn để hắn xử lý anh. Hyun-su đoán Hyun-su chắc chắn đã biết hết mọi chuyện. Cái cớ ở nhờ biệt thự khi đi công tác thực chất chỉ là một cái bẫy, vì vậy đã hủy bỏ kế hoạch để Sang Cheon trừ khử Hyun-su. Hyun-su lén đến bãi đậu xe mở cốp xe Hyun-su ra ném sợi tóc của người giúp việc vào trong xe anh. Bà Beck vẫn đang ở trong phòng Cố Thanh Minh với hai người. Nói không chừng chính người giúp việc đã nói ra thân phận của Hyun-su. Sau đó chuyện này đã truyền đến tai của tên đồng phạm. Hyun-su và Ji-won không có chứng cứ cũng không có gì để nói. Bà Beck thấy điện mãi vẫn không sáng đứng dậy vào bếp định thắp nến. Ji-won cảm giác cứ có gì đó sai sai nhưng không biết phải nói từ đâu. Đột nhiên phòng bếp truyền ra tiếng hét thất thanh của bà Beck. Hyun-su vội chạy vào xem cẩn thận giúp bà nhặt đồ đạc rơi xuống đất lên. Quăng lưới cả đêm nhưng lại không thu hoạch được gì. Trên đường về nhà Hyun-su không cam tâm nói mình phải đi gặp người giúp việc đó một chuyến. Muốn nghe xem người giúp việc rốt cuộc đã tiết lộ bí mật này cho ai. Nửa đêm Hyun-su ở nhà nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Người đầu dây bên đọc một lượt từ đầu đến cuối thông tin về gia đình Hyun-su. Đây rõ ràng là đang uy hiếp một cách trắng trợn. Cúp máy Hyun-su không yên tâm lên mạng tra số điện thoại đó. Anh phát hiện ra đó là số điện thoại ở bốt công cộng. Hyun-su lập tức đến bốt điện thoại đó muốn xem có phát hiện được gì không. Ở bốt điện thoại anh phát hiện có người đã để lại dòng chữ uy hiếp. Lúc này Hyun-su vẫn không hề hay biết mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của người khác. Hôm sau cảnh sát phát hiện thi thể người giúp việc trong một khu rừng. Trên miếng băng dính trói bà ta lại còn thấy dấu vân tay rõ ràng. Ji-won nhớ con gái nói rằng Hyun-su nửa đêm đã ra ngoài. Du Hyun-su cũng từng nói phải đi tìm người giúp việc. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, cô lập tức trở về nhà, lấy dấu vân tay trên keo xịt tóc mà Hyun-su thường dùng. Sau đó so sánh với mẫu vân tay ở miếng băng dính trên người giúp việc hoàn toàn trùng khớp. Ji-won bỗng rơi vào tuyệt vọng bằng chứng đanh thép như vậy. Ji-won tìm Hyun-su hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất của một cảnh sát hình sự đích thân còng tay Hyun-su lại. Cặp vợ chồng này định răng bẫy người ta nhưng lại không biết mình mới rơi vào bẫy của họ. Hyun-su đã để tóc của người bị hại vào xe Hyun-su, vân tay cũng bị người khác gài bẫy. Nửa đêm nhận được điện thoại uy hiếp còn bị dụ đến gần nơi ở của người bị hại. Có điều Hyun-su cũng không ra về tay không. Dựa vào giọng nói anh xác định được đồng phạm thật sự chính là người gọi điện thoại cho anh, chứ không phải viện trưởng Bích mà trước nay họ vẫn nghi ngờ. Vì vậy sau khi bàn bạc với chị gái và Mujin, anh quyết định hợp tác cùng Sang Cheon, chỉ có như vậy mới tiếp cận được tên đồng phạm đang ẩn náu. Nhưng khi anh gọi điện thoại cho Sang Cheon, người nghe điện thoại lại chính là người bị hại cuối cùng trong vụ án của bố anh. Jung Mi Seok, vợ của tài xế taxi, đã mười mấy năm trôi qua vậy mà cô ấy vẫn còn sống. Hyun-su vô cùng kinh ngạc sau khi xác nhận danh tính của đối phương. Anh đang hỏi chỗ ở của Jung Mi Seok thì Sang Cheon bất ngờ xuất hiện rằng lấy điện thoại. Thì ra năm đó sau khi Jung Mi Seok bị Hyun-su bắt đi, vì đã bị người khác trông thấy nên bố của Hyun-su cho rằng đây là lỗi của Hyun-su. Các nạn nhân trước đây trong vụ án liên hoàn đều là do hai người cùng nhau xử lý. Lần này do Min Seok lại muốn Hyun-su xử lý Jung Mi Seok một mình. Điều này khiến Hyun-su vô cùng bất mãn, hắn nhân lúc do Min Seok không phòng bị tấn công. Do Min Seok từ phía sau xử lý ông tại chỗ, Jung Mi Seok nhân cơ hội cởi trói vô vội vã chạy trốn. Hyun-su đành phải nhờ đến Sang Cheon giúp hắn bắt Jung Mi Seok lại. Đúng lúc anh đang trên đường đến tìm Sang Cheon để đón Jung Mi Seok lại tông phải Hyun-su đang bỏ trốn. Vậy là Jung Mi Seok cứ thế rơi vào tay Sang Cheon. Hắn cũng không biết rõ tình hình nên không dám tùy tiện xử lý. Lúc đó Jung Mi Seok tinh thần rối loạn, hắn đã đưa cô vào viện điều dưỡng. Hyun-su đã dẹp bỏ kế hoạch để Sang Cheon trừ khử Hyun-su còn không chịu trả tiền. Điều này khiến Sang Cheon cực bất mãn, vậy nên hắn đã đến viện điều dưỡng đưa Jung Mi Seok đi, chuẩn bị lấy cô ra đe dọa Hyun-su. Không ngờ lại bị Hyun-su biết được chuyện Jung Mi Seok vẫn còn sống. Hyun-su thầm nghĩ đã tìm được một thông tin hữu ích. Lúc này Ji-won đẩy cửa bước vào hỏi anh người giúp việc trong nhà viện trưởng Bích có phải do anh ra tay không. Hyun-su cố gắng giải thích nhưng trước những bằng chứng đanh thép anh cũng không biết phải làm thế nào. Ji-won nói nếu anh thật sự trong sạch em nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp anh vạch trần sự thật. Nhưng bây giờ anh buộc phải cùng cô đến sở cảnh sát. Khi Ji-won còng tay Hyun-su lại, do Min Seok cứ giống như một âm hồn bất tán, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Hyun-su xúi giục anh một khi con người đã bị cảm xúc kìm hãm. Nó chính là bằng chứng cho thấy anh đang dần trở nên yếu đuối. Hyun-su quay lại hỏi Ji-won tại sao em không tin anh. Nếu đến cả em cũng không tin anh thì trên đời này cũng không ai có thể tin anh được. Nói xong Hyun-su đột nhiên đẩy Ji-won ra, cầm con dao bên cạnh lên dí vào cổ Ji-won. Nói từ giờ trở đi anh sẽ không tin bất cứ ai nữa. Sau đó uy hiếp Ji-won đi đến trước camera giám sát, sau đó rút tín hiệu camera ra. Không ngờ lúc này Hyun-su lập tức thả Ji-won ra, anh chỉ muốn camera ghi lại cảnh này để không liên lụy đến cô. Hy vọng Ji-won có thể cho anh thời gian 3 ngày để anh điều tra rõ sự thật. Còn nói cho Ji-won biết tin Jung Mi Seok còn sống.
nhưng Ji-won không để Hyun-soo rời đi một mình mà còng tay cô với tay anh lại. Cô muốn cùng Hyun-soo đi điều tra. Cùng lúc đó, cảnh sát Choi đến nhà viện trưởng Baek, hỏi bà Baek về các thông tin của người giúp việc. Bà Baek tỏ vẻ bất đắc dĩ nói do xuất phát từ lòng đồng cảm, nên bà mới giúp Hyun-soo che giấu thân phận. Không ngờ thân phận của Hyun-soo bị người giúp việc phát hiện ra, còn lấy tờ giấy người giúp việc uy hiếp bà nói là người giúp việc dùng nó để uy hiếp Hyun-soo. Bà còn đóng giả thành người giúp việc tạo bằng chứng giả rằng người giúp việc bị sát hại. Sau khi rời khỏi nhà, bà cảnh sát nắm được tình hình lập tức dẫn người đến bắt Hyun-soo. Khi bọn họ đến nơi, Hyun-soo và Ji-won đã không thấy đâu rồi. Sau khi xác nhận hình ảnh trong camera giám sát mới biết Ji-won đã bị Hyun-soo bắt đi. Hee-sung bị Sang Cheon tống tiền 500 triệu won tiền mặt, vì trong tay Sang Cheon đang nắm giữ điểm yếu của Hee-sung. Hee-sung ngoài mặt thì đồng ý với yêu cầu của Sang Cheon, nhưng vừa bỏ điện thoại xuống, hắn đã lộ ra biểu cảm độc ác như tuyên bố sắp đến ngày tàn của hắn ta rồi. Hai vợ chồng Hyun-soo và Ji-won đã trốn đến một khách sạn. Hyun-soo nói với Ji-won lý do anh cứ khăng khăng muốn bỏ trốn, một mặt là vì bản thân anh không có chứng cứ chứng minh mình không sát hại người giúp việc, mặt khác vì anh muốn cho Sang Cheon biết anh không còn cung cấp thông tin cho bên cảnh sát nữa, anh vẫn muốn tìm Sang Cheon cùng hợp tác. Quả nhiên, sau khi Sang Cheon thấy tin tức Hyun-soo phạm tội bỏ trốn, đã không còn đề phòng mà nghe điện thoại của Hyun-soo. Hắn còn giễu cợt Hyun-soo vừa mới giúp cảnh sát xong đã rơi vào cảnh giống hắn, tưởng rằng Hyun-soo sẽ đem rắc rối cho hắn, nên đã thanh minh rằng người giúp việc không phải do hắn ra tay là do tên đồng phạm kia làm. Hyun-soo nhân cơ hội này tỏ ý muốn hợp tác cùng hắn, còn tiêm vào đầu hắn rằng tên đồng phạm độc ác kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người biết rõ sự tình như hắn đâu. Đến lúc đó anh chỉ cần dùng Jung-mi Seok đến tìm hắn để nhận tiền, còn tôi sẽ giúp anh giải quyết tên đồng phạm kia. Sang Cheon lăn lộn giang hồ bao năm đương nhiên không dễ gì bị Hyun-soo thuyết phục. Có điều khi quay về vẫn rất rối rắm không biết phải làm sao, thậm chí còn dùng cách lật đồng xu để quyết định. Lúc này Jung-mi Seok bị nhốt phía sau mới lên tiếng. Cô kể cho Sang Cheon nghe về chuyện Hee-sung đã đánh lén ra tay độc ác với Jomin Seok thế nào. Trong lời nói còn lộ ra sự sợ hãi rùng rợn. Sang Cheon mới biết thì ra không phải Jomin Seok tự kết liễu. Hee-sung đến người của mình cũng ra tay tàn nhẫn, người ngoài như hắn càng không phải nói. Lúc này trong khách sạn, Hyun-soo giả vờ muốn Ji-won đến ôm anh, nhưng lại nhân lúc cô không phòng bị còng tay Ji-won vào kệ bàn. Anh muốn một mình đối phó với những kẻ đê tiện đó muốn liên lụy đến Ji-won. Cho dù Ji-won nói mình không hề quan tâm những thứ đó, nhưng vẫn phải dương mắt nhìn Hyun-soo rời đi một mình. Một lát sau, Hyun-soo liên lạc với Sang Cheon, hai người đi đến thỏa thuận. Buổi tối, Hee-sung một mình về nhà bỗng thấy một người mặc áo đen đang lén lút trước cửa nhà. Cô lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tên đó thấy vậy nhanh chân bỏ chạy. Hee-sung ra sức bắt hắn lại bị tên đó xé rách áo đẩy ngã xuống đất. Hắn chạy xuống con hẻm bên dưới lại bị cảnh sát mai phục sẵn ở đây để bắt. Hee-sung chạy đuổi theo cảnh sát kéo hắn dậy thì ra chỉ là một tên biến thái. Hee-sung bị cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai. Lúc này Ji-won đã trở về thấy quần áo Hee-sung bị xé rách. Cô lấy áo của mình mặc cho Hee-sung. Vì chuyện Hyun-soo bị bắt nên mẹ Ji-won đổ bệnh con gái Eun-ha không có người chăm sóc. Ji-won còn phải điều tra vụ án của tên đồng phạm nên đã để Eun-ha cho Hee-sung chăm sóc. Hee-sung dẫn Eun-ha về nhà, Ji-won bị lấy một ít đồ dùng cá nhân của Eun-ha. Vừa vào nhà, cô phát hiện mọi thứ trong nhà bị lật tung lên. Hee-sung đến phòng Eun-ha nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lại nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Cô ra ngoài phòng khách, đèn trong phòng đã tắt, có một người đàn ông bí ẩn ngồi trên ghế sofa, còn nói một câu kỳ quái: "Xin chào cảnh sát Ji-won." Hee-sung vội đóng cửa lại để Eun-ha trong phòng, còn bảo Eun-ha chốt khóa bên trong lại. Hee-sung nói với cô bé trừ mẹ ra không được mở cửa cho bất cứ ai. Hee-sung biết người này đến đây là vì Ji-won, cô lấy thẻ cảnh sát Ji-won để trong túi áo ra đeo lên cổ. Hắn ta tháo khẩu trang xuống lại chính là Hee-sung. Hee-sung vừa nhìn đã nhận ra hắn chính là tên đồng phạm kia. Hee-sung nói mình cũng không muốn thế này nhưng tại vì cô cứ không chịu an phận. Hắn bước đến trước mặt cô, nhìn thẻ cảnh sát trên người cô, hắn nói không thể không trừ khử cô. Hee-sung giờ mới biết Hee-sung không hề nhận ra Ji-won, bèn đóng giả thành Ji-won. Để cứu Eun-ha, cô quyết định âm thầm chịu đựng tất cả. Cuối cùng Hee-sung ôm chặt vết thương không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, đau đớn ngã gục xuống đất. Nhìn Hee-sung cầm thẻ cảnh sát của Ji-won nghênh ngang rời đi, Hee-sung lúc này mới yên tâm nhắm mắt. Nhiếp ảnh gia yêu thích mạo hiểm này bước vào một căn hầm u ám, vô tình quay được một sinh vật sống bị nhốt trong bao tải. Cậu còn chưa kịp phản ứng, chủ nhân của căn hầm đã xuất hiện, ông cầm lấy máy ảnh trong tay cậu. Nhiếp ảnh gia sợ đến run rẩy chân tay. Chủ nhân của căn hầm hỏi cậu có phải bị con nai trong bao tải dọa cho sợ rồi không. Nhiếp ảnh gia biết rõ trong bao tải kia là thứ gì nhưng lại liên tục nói thì ra bên trong là con nai. Đây chính là Mujin, người có ước mơ làm phóng viên từ nhỏ. Chủ nhân của căn hầm chính là Jomin Seok, hung thủ trong nhiều vụ án liên tiếp. Mujin rõ ràng có cơ hội ngăn cản vụ án xảy ra, nhưng lại hèn nhát lựa chọn cách im lặng nhiều năm nay. Trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy tự trách và hổ thẹn. Thực ra năm đó ngoài nỗi sợ hãi ra vẫn còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là Hee-sung, con gái yêu quý của Jomin Seok. Anh sợ nhỡ đâu mình làm gì sai sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Hôm đó Mujin đang đợi Hee-sung đến nhà Ji-won thu dọn đồ đạc cho Eun-ha. Nhận được điện thoại của cô, anh mừng rỡ định đi đón Hee-sung. Khi anh đến nơi đã phát hiện Hee-sung đang nằm dưới đất. Mujin đau đớn vô cùng, xong ngay lập tức gọi xe cứu thương đưa Hee-sung đến bệnh viện. Nhận được tin, Ji-won vội về nhà, trong tâm trạng bồn chồn lo âu cô gõ cửa phòng Eun-ha. Cánh cửa từ từ mở ra, may mà Eun-ha không sao.
Cô bé nghe lời Hae-soo chỉ khi nào mẹ đến mới được mở cửa. Lúc này qua camera hành trình ở cổng nhà Ji-won, cảnh sát phát hiện ra hung thủ sát hại Hae-soo vẫn luôn ngồi trước cửa nhà đợi Ji-won. Lúc này họ mới biết mục tiêu thật sự của hắn chính là Ji-won. Để Ji-won không phải rơi vào nguy hiểm lần nữa, cảnh sát quyết định tung tin cho báo chí rằng Ji-won đã bị sát hại. Ji-won và Mu-jin vẫn đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Đợi tin tức của Hae-soo, bác sĩ nói với họ ca phẫu thuật của Hae-soo mặc dù đã hoàn thành, nhưng bị thương rất nặng không biết có thể tỉnh lại được không. Mu-jin thề rằng nhất định phải tìm ra kẻ gây ra chuyện này. Đột nhiên anh nhớ ra trước đó Hae-soo đã điều tra ra tên đồng phạm nằm trong số tình nguyện viên y tế. Chuyện này xảy ra nhất định có liên quan đến tên đồng phạm đó. Vì vậy anh quyết định một mình đến tìm viện trưởng Baek lấy danh sách tình nguyện viên y tế. Cảnh sát Choi điều tra vụ án của người giúp việc phát hiện ra điểm bất thường. Camera rõ ràng đã ghi lại hình ảnh người giúp việc tối hôm đó rời khỏi nhà viện trưởng Baek. Về nhà còn gọi ship đồ ăn đêm, thời gian tử vong sẽ rơi vào khoảng rạng sáng. Mà báo cáo khám nghiệm tử thi lại nói thời gian tử vong là vào buổi chiều. Cho dù có sai sót cũng không thể sai sót lớn như vậy, vì vậy quyết định bắt đầu điều tra lại từ đầu. Anh đến tìm nhân viên giao hàng, lúc đó nhân viên giao hàng cho biết người nhận hàng không phải là người cầm điếc. Khi anh đến không hề bấm chuông cảm ứng mà trực tiếp gõ cửa. Người trong nhà vừa nghe thấy tiếng cửa đã ra nhận đồ. Cảnh sát Choi lập tức thông báo tin này cho các đồng nghiệp ở sở cảnh sát. Ji-won đã về sở cảnh sát, cô xem kỹ lại video người giúp việc rời khỏi nhà viện trưởng Baek. Cô phát hiện đó không phải người giúp việc mà là bà Baek đóng giả. Người mà bà Baek liều mạng để bảo vệ chỉ có một, đó chính là Hae-soo. Cộng thêm việc Ji-won đã nhìn thấy trong bức ảnh của đội tình nguyện viên y tế có cả Hae-soo. Liên kết với việc Hae-soo đã tra ra tên đồng phạm nằm trong số tình nguyện viên này. Ji-won vốn rất khó hiểu tại sao tên đồng phạm đó mỗi lần ra tay đều tránh camera mà không tránh camera hành trình. Bây giờ cô mới hiểu ra vì hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của camera hành trình. Xem ra tên đồng phạm chính là Hae-soo đã hôn mê 15 năm qua, bây giờ đã tỉnh lại rồi. Lúc này Mu-jin đã đến nhà của viện trưởng Baek, nói với họ anh đến lấy danh sách tình nguyện viên hộ Hae-soo. Viện trưởng Baek vô cùng ủng hộ, thực ra danh sách có tên Hae-soo sớm đã bị ông ta xóa đi rồi. Ji-won lập tức gọi điện cho Mu-jin. Sau khi biết anh đang ở nhà, viện trưởng Baek liền nói, đồng phạm trong vụ án liên hoàn và kẻ đâm Hae-soo bị thương chính là con trai của viện trưởng Baek, cô bảo Mu-jin bình tĩnh rời khỏi nhà họ. Mu-jin nghe được tin này vô cùng kích động, không hề nghe lời khuyên của Ji-won. Ánh mắt bỗng trở nên hung dữ vô cùng, anh hỏi bà Baek rằng Hae-soo đang ở đâu. Sau đó điên cuồng xông vào phòng tìm. Cuối cùng thấy giường bệnh của Hae-soo đã trống trơn. Mu-jin muốn rời đi, viện trưởng Baek lại cầm kim tiêm đứng chắn trước mặt anh. Mu-jin không hề sợ hãi nói họ làm vậy cũng vô ích thôi. Viện trưởng Baek vẫn không biết thân phận của Hae-soo đã bị bại lộ. Ông hét lên, chỉ cần cậu qua đời tôi sẽ đi tự thú, kết cục của con trai tôi sẽ khác. Ông cho rằng con trai mình không phải người xấu. Tất cả những chuyện trước đây đều do Jomi Seok đầu độc. Còn nói mình sẽ hy sinh vì con, nó sẽ vì ông mà thay đổi, ông sẽ cho con trai cơ hội cuối cùng để thay đổi. Bà Baek đứng bên cạnh khóc không thành tiếng. Mu-jin nói cho họ nghe chuyện anh đi vào tầng hầm của Jomi Seok, đã quay được cảnh người sống bị nhốt trong bao tải. Những năm qua anh vẫn luôn tự lừa dối bản thân trong bao tải đó là một con nai. Nhưng cho dù anh có hy vọng thế nào thì trong bao tải đó cũng không thể biến thành nai được. Anh nói với viện trưởng Baek ngay từ đầu ông đã biết Hae-soo có thể làm ra những chuyện gì. Thứ ông muốn thay đổi không phải là tương lai của con trai mình, mà khi ông biết bản chất thật sự của con trai mình vẫn cứ làm ngơ. Vậy nên hãy buông bỏ những hy vọng viển vông đó đi. Mu-jin nói xong chuẩn bị rời đi, viện trưởng Baek định tự kết liễu ngay tại chỗ. Đã bị Mu-jin quay lại ngăn cản kịp thời. Anh nói với ông ta trở về với thực tại không đáng sợ. Đáng sợ là cứ sống mãi trong ảo tưởng mà bản thân tạo ra. Viện trưởng Baek quỳ dưới đất không biết phải làm sao. Bà Baek bước đến an ủi ông, chúng ta sớm đã biết rõ sẽ có kết cục như vậy. Nhưng tại sao vẫn chọn đi đến bước đường này? Nói cho cùng họ cũng chỉ là những ông bố bà mẹ đáng thương. Cùng lúc đó Hae-soo đã gặp mặt Sang Cheon. Có điều Sang Cheon vẫn lo rằng Hae-soo cấu kết với cảnh sát, nên nói chưa lấy được tiền sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của đồng phạm. Bây giờ bọn họ đang ở đây đợi tên đồng phạm đến. Hae-soo đưa cho Sang Cheon một chiếc vali, Sang Cheon hào hứng mở ra bên trong đầy một vali tiền mặt. Sang Cheon không nhịn được cầm một xấp tiền lên hít lấy hít để mùi thơm của đồng tiền. Không hề hay biết mình đã rơi vào bẫy Hae-soo đã phủ một lớp thuốc độc lên tiền. Kiểm tra tiền xong, Sang Cheon đưa cho Hae-soo chìa khóa của chiếc lồng sắt đang nhốt Jung-mi Seok. Sang Cheon vừa ý chuẩn bị rời đi còn chưa ra đến cửa đã thấy mình chảy máu mũi. Có điều hắn không để ý lắm, vẫn bước tiếp ra ngoài. Hae-soo phấn khích nhìn con mồi đã trốn thoát khỏi tay hắn mười mấy năm trước giờ đang bị nhốt trong lồng. Nhưng khi hắn lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở lồng sắt lại phát hiện không thể mở được, vì ổ khóa đã bị Hae-soo thay cái mới từ lâu. Còn chìa khóa giao cho Jung-mi Seok đang bị nhốt trong lồng. Đúng lúc này Hae-soo xuất hiện sau lưng tấn công hắn ta, sau đó đè hắn xuống đất đánh cho một trận. Một lúc sau Hae-soo bị trói ngồi trên ghế. Lục trong túi áo của Hae-soo, Hae-soo thấy thẻ cảnh sát vẫn còn dính máu của Ji-won. Hae-soo cực kỳ đắc ý nói đây chính là vật kỷ niệm của hắn. Hae-soo vô cùng hoảng sợ, anh không dám tin, túm áo Hae-soo chất vấn. Hae-soo chỉ nói do Min Seok đã khiến hắn trở thành ma quỷ. Hắn cũng phải biến Hae-soo thành ma quỷ giống hắn như vậy mới công bằng. Hae-soo vẫn không tin, anh lấy điện thoại của Hae-soo gọi cho Ji-won. Nhưng vì cảnh sát đang thông báo với bên ngoài Ji-won đã qua đời. Ji-won thấy số điện thoại lạ sợ làm lộ bí mật nên không nghe máy. Hae-soo đành phải gọi điện đến sở cảnh sát của Ji-won để xác nhận.
Cảnh sát nhận điện thoại nói rõ ràng với anh Ji-won đã qua đời, Hyun-soo khóc không thành tiếng. Sau khi tắt điện thoại còn khóc thê thảm hơn, Hee-sung lại đắc ý cười lớn. Hyun-soo nhặt con dao dưới đất lên nói phải dùng cách tàn nhẫn nhất giày vò Hee-sung, để hắn ta sống mà cảm nhận nỗi đau đớn bị cắt thành trăm mảnh. Jung-mi Seok phía sau khóc lóc khuyên anh bình tĩnh lại, hãy giao Hee-sung lại cho cảnh sát xử lý. Hyun-soo lúc này đã không nghe lọt bất cứ lời nào nữa. Hee-sung cũng cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ người Hyun-soo. Hắn sợ hãi liên tục lùi về sau. Khoảnh khắc Hyun-soo lao về phía hắn, hắn giơ chân đạp anh về phía lồng sắt. Jung-mi Seok chạy đến ôm chặt lấy Hyun-soo, hét lên bảo Hee-sung mau chạy đi. Hee-sung nhân cơ hội cởi trói chạy thẳng ra ngoài. Sang Cheon chúng độc đã đang xuất ở ngoài cửa. Chẳng mấy chốc Hyun-soo đã đuổi theo ra bên ngoài. Lúc này đã đến nhà viện trưởng Bích, hỏi ông rốt cuộc Hee-sung đi đâu rồi. Nhưng viện trưởng Bích và vợ thật sự không biết gì. Lúc này đồng nghiệp mới hoảng hốt chạy vào thông báo. Có một người đàn ông gọi điện đến sở cảnh sát xác minh Ji-won có còn sống hay không. Tổ trưởng đưa số điện thoại đó ra hỏi vợ chồng viện trưởng Bích và biết được đó là số điện thoại của Hee-sung. Ji-won vội xem lại điện thoại của mình, số vừa rồi gọi cho cô chính là số điện thoại này. Hee-sung không thể nào gọi điện để xác minh sự tồn tại của cô được. Vậy chắc chắn là Hyun-soo gọi đến, cô lập tức gọi lại. Jung-mi Seok nghe thấy điện thoại Hyun-soo làm rơi bên ngoài lồng sắt đổ chuông, vội mở lồng sắt ra ngoài nghe điện thoại nói cảnh sát mau đến đây cứu Hyun-soo. Lúc này anh đã mất hết lý trí rồi. Hyun-soo vào rừng đuổi kịp Hee-sung đang chạy trốn, vừa đâm một nhát giày vào hắn anh lại thả cho hắn chạy trốn tiếp. Lúc này Hee-sung chả khác gì con mồi trong tay Hyun-soo bị hành hạ từng chút một. Hee-sung lết một thân đầy siro dâu của mình đến một vách núi cao. Hyun-soo đuổi sát ngay phía sau hắn. Hee-sung thấy không còn đường nào để trốn, vẫn muốn chiến một trận cuối cùng. Ngay lập tức đã bị Hyun-soo đè xuống mép vách núi. Hyun-soo đang chuẩn bị cho Hee-sung một đòn chí mạng. Ji-won đã kịp thời có mặt, anh quay đầu lại nhìn Ji-won không dám tin đó chính là vợ mình. Vì cơn ác mộng do Min Seok vẫn đang đứng ở xa nhìn về phía anh. Cho dù Ji-won có khuyên thế nào, Hyun-soo cũng không chịu bỏ con dao trên tay xuống. Anh không thể tin được Ji-won còn sống. Vì anh sợ rằng Ji-won trước mặt mà anh trông thấy cũng chỉ là cái bóng giống như người bố đã qua đời. Ji-won từ từ bước về phía trước bảo Hyun-soo lại đây ôm lấy cô sẽ rõ tất cả. Hyun-soo cuối cùng cũng chịu bỏ con dao trên tay xuống, đứng dậy từng bước tiến về phía Ji-won. Những cảnh sát khác cũng đến bắt Hee-sung. Khi Hyun-soo bước đến trước mặt Ji-won, Hee-sung cướp lấy súng của cảnh sát nhắm chuẩn vào Ji-won. Hyun-soo vội lấy thân mình bảo vệ Ji-won. Tiếng súng cùng lúc vang lên, cảnh sát bên này thấy vậy lập tức bắn Hee-sung ngay tại chỗ. Có điều Hyun-soo vẫn bị trúng đạn ở đầu chớp mắt. Đã 4 tháng qua đi, Hyun-soo lúc đó được cấp cứu kịp thời đã qua khỏi, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đạo diễn lại chơi cái trò mất trí nhớ nhàm chán. Hyun-soo mất đi ký ức 15 năm qua chung sống cùng Ji-won. Tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ, chỉ có Ji-won vẫn cố gắng giúp anh tìm lại ký ức. Hee-soo cũng đã tỉnh lại, chủ động nhận tội hại trưởng thôn giúp Hyun-soo hoàn toàn rửa sạch tội danh. Có điều dưới sự cố gắng của nhiều bên, tòa án quyết định Hyun-soo khi đó phòng vệ chính đáng. Khi xảy ra vụ án chưa đủ 18 tuổi nên cô vô tội. Mặc dù Hyun-soo vẫn không thể tìm lại những ký ức về Ji-won, nhưng khi đối diện với cô anh luôn có cảm giác thân thuộc kỳ lạ, hai người quyết định bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ ông trời cũng cho rằng đoạn tình cảm trước kia của họ có những lỗi lầm vụn vặt, nên muốn cho họ một cơ hội để đắp nặn một tình cảm hoàn mỹ. Tình cảm chân thành đã đưa họ về bên nhau mãi mãi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.